Anh cũng hồi hộp không kém. Dạ vâng, hy vọng là anh hồi hộp nhưng mà anh vẫn có thể bấm được chuông ạ. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ nét về mình. Mời bạn Nam. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đỗ Phú Thái. Năm nay em 27 tuổi. Công việc của em là nhân viên kinh doanh. Em sinh ra thì ở Hà Nội, mang trong mình nửa dòng máu Huế. Và lớn lên thì ở phố núi Bảo Lộc, Lâm Đồng. Hiện tại thì em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Mà không biết là thấy rối rồi ha. Bây giờ bạn thấy trong người thế nào, hơi rung đúng không? Không, rất là háo hức à. Háo hức hả? Mong chờ. Mong chờ điều gì? Úm ba la hóa ra một cô gái đẹp ạ. Rồi bây giờ hai quá cô gái đẹp. Cô gái đẹp sẽ giới thiệu về mình. Em tên là Vũ Diệu Hằng, năm nay em 26 tuổi. Em đến từ Hà Nam. Hiện em đang làm công việc hành chính văn phòng. Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ hiện tại thì em 2 ạ. Mối tình dài nhất là bao lâu? Dạ một mối tình đều 3 năm hết ạ. Hai mối tình là 6 năm rồi. Gần 5 năm nữa là 11 năm rồi. Sau 5 năm, 5 năm sau này là không có quen ai hả bạn? Dạ đúng rồi ạ, 5 năm này rồi chưa quen ai. Sao một khoảng thời gian dài vậy? Dạ tại vì em thích như vậy chị. Tại vì con trai mà tự do tự tại rồi mình. Nói chung là em giống như nam nhi vậy á. Ủa gì chứ không lẽ nói em nữ nhi? Không, ý là cái chí nam nhi á. Mình phải tung hoành ngang dọc cho nó thỏa chí lòng trai cái đã. 5 năm vừa qua là bạn tung hoành những gì, bạn làm gì mà không có phụ nữ bên cạnh hả? Dạ thì em vẫn đi làm rồi, bạn bè rồi mình đam mê những cái sở thích, mình đi du lịch hay là mình khám phá gì đó. À là cũng có. Giờ đi luôn đi, vô đây chi? Không, năm nay 27 rồi anh. Hả? 27 rồi, thấy đủ rồi. Đủ rồi hả? Giờ tung hoành đủ rồi đúng không? Dạ. Thế bao lâu thì tiến tới hôn nhân được? Có thì dễ chị, tại vì chú rể lúc nào cũng có rồi, giờ thiếu cô dâu thôi. Bạn tưởng tượng cô dâu bên kia như thế nào? Theo như mẹ em hay nói với em á thì đẹp xấu không quan trọng, rồi giàu nghèo không quan trọng, quan trọng là cô ấy biết cách sống, cách ăn ở, rồi khôn khéo trong cách ứng xử hàng ngày là được rồi. Còn bản thân em á thì không cần phải nghiêng thùng đổ nước hay là nghiêng nước nghiêng thành đâu ạ. Nghiêng đổ lòng em là được rồi. Rồi thì để cô bên này nói xem sao. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Nói về một mối tình mà sâu sắc mà đến từ hai phía thì chắc em chưa có cái may mắn đấy ạ. Chưa có. Dạ. Chỉ có những mối tình nó thoáng qua, nó chỉ thoáng qua thôi chị ạ. Nguyên nhân tại sao mình chưa tìm được một người nào đó, một cái tình yêu nào đó sâu sắc? Em nghĩ là tại vì là cái ấn tượng lần đầu tiên ấy của em mà gặp một bạn nam nào đấy nó rất chi là quan trọng. Nếu mà mình phải có cảm tình tốt, ấn tượng tốt thì mình mới duy trì được cái mối quan hệ đấy. Chứ còn nếu như mà lần đầu tiên mà gặp mà ấn tượng mà không tốt quá thì có thể là sẽ không có cuộc gặp gỡ lần thứ hai ạ. Có nghĩa ngày hôm nay là rất quan trọng. Dạ, một phải có nữa, còn hai là sẽ vâng chấm dứt, đúng dạ, không? Dạ. Thế mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình đi, thì trước tiên thì bạn ấy phải cao trên 1m7. Người phải đậm một chút, đừng có mong manh giống em quá. Đậm là sao? Đậm là sao? Người phải đậm đà ấy. À, tức là mập mập một chút ạ. Tính cách thì bạn ấy phải điềm đạm. Cái thứ hai là em muốn bạn ấy cùng sống với bố mẹ thì càng tốt ạ. Bố mẹ của bạn ấy á? Dạ đúng rồi ạ. Tại sao vậy? Tại sao phải cùng bạn trai phải sống với bố mẹ càng tốt? Tại vì cuộc sống hàng ngày thì em cũng tương đối là ít nói, ít giao tiếp với người khác, nên là trong một cái môi trường mà gia đình mà đông một tí thì cái sự mà mình giao tiếp hàng ngày nó sẽ nhiều hơn. Là cô này đặt em đặt ra tiêu chuẩn ngộ nha. Nếu bạn có biết làm, có đảm đang nội trợ trong gia đình không? Dạ em nghĩ là em cũng có thể nấu ăn được, dọn dẹp thì cũng ổn ạ. Công việc nội trợ thì em nghĩ là cũng ok. Vâng. Điểm nào bạn không thích ở người bạn trai? Nói nhiều ạ. Em muốn là bạn ấy phải biết uống một ít rượu. Cái đó là ok. Uống ít thôi nha, chứ dạ. Không uống dạ, nhiều đúng đâu. Rồi, phải biết uống á. Biết uống nhưng mà biết điểm dừng nữa hả? Thường thường là chưa bao giờ em say chị ơi. Cái đấy là nếu mà về sau mà có cơ hội mà tiếp xúc với bạn nhiều hơn thì mình sẽ cố gắng để kiểm chứng ạ. Vậy là bạn này cũng uống dữ lắm. Em muốn không? Được mấy chai vậy em? Dạ không, em cũng chỉ vừa đủ thôi ạ, chứ không được nhiều đâu ạ. Bây giờ bạn trai không thích điều gì ở phụ nữ? Lười biếng và mê tín ạ. Con gái mà thích đi coi bói quá là em cũng không thích ạ. Ủa, người ta coi bói, người ta coi cho trước hôn nhân gia đình thế nào? Mình xem cho vui cho chứ đừng có bị mê tín quá ạ. Dạ. Có một ít ạ. Vâng. Bên kia có thích coi bói không? Em cũng có coi ạ. Nhiều không em? Dạ cũng có một ít ạ. Một số lần rồi anh ạ. Đừng ai ít nha. Mà thầy bói nói sao? Nhà mẹ anh cũng mê tín dữ lắm. Thầy bói nói sao? Dạ đúng rồi, thầy đầu tiên mà em đi xem ấy chị, thầy nói là có 3 điểm là em thấy là em đúng đến giờ luôn. Thì thầy nói lần đầu tiên là gia đình em ấy, thì em là con thứ. Thì đúng, điều đầu tiên là như thế. Điều thứ hai, thầy nói em còn phải đèn sách về sau. Tức là sau khi em tốt nghiệp đại học thì em vẫn còn học tiếp, là điều thứ hai đúng. Và điều thứ ba thì nói là năm 27 tuổi em sẽ tìm được một người chồng cho mình ạ. Năm sau? Năm sau đẹp thì em đang 26 tuổi anh ạ. 26 rồi, năm sau. Dạ. Ủa bạn trai tính khi nào kết hôn được bạn? Em dự trù trong vòng 1 năm chị. Không, năm nào vừa đúng 27 luôn đó. Dạ thì em cũng hy vọng là thầy em nói đúng ạ. Vậy rồi đó là ông một ông, còn ông nào nữa? Cô thứ hai sau này thì em coi về tử vi cả cuộc đời thôi. Nhưng mà cũng là sơ sơ thôi chị. Mình đi coi hoài mình có kinh nghiệm gì không? Mình biết tự coi đi không? Dạ không.
Không ạ. Bên kia biết xem bói hả? Dạ không anh ạ, em chỉ đi xem thôi chứ em không có xem được cho người khác ạ. Có xem, tưởng đâu xem người khác xem tôi coi sao. Bà tưởng anh Linh là chừng nào giàu? Anh Linh là giàu từ ngày xưa đến giờ rồi ạ. Hả? Thấy chưa, hay thầy bói nói đúng ghê, dễ sợ chưa? Cái gì, cái gì? Anh giàu tình cảm mà. Giàu tình cảm? Đúng không ạ? Thấy không? Dạ. Rồi sao nữa? Hậu vận coi sao? Hậu vận tốt ạ. À, tốt dạ. Sao? Con cháu đầy đàn. Ồ vâng. Vậy hả? Rồi gì nữa? Dạ, thầy bói thì mình chỉ coi một phần thế thôi anh. Còn lúc nào mà có thời gian thì anh gặp riêng em đi. Bụng bự tay to, cổ tay này là có phước đúng không? Đúng rồi ạ, nhìn tướng ạ, rất chi là có tướng. Có tướng đúng không? Vâng. Rồi bây giờ nè, nếu như mà bên kia đồng ý kết hôn xong rồi thì mình thích con trai đầu lòng hay con gái đầu lòng? À, em thích con trai ạ. Để con trai hoài luôn được không? Ba đứa là dừng ạ. Ba đứa trai luôn, quá dữ. Được rồi nha, dễ thương. Bên này thích trai á. Bên đó sao anh? Được không ạ? Được, dễ thương lắm. Em thích trai hay gái? Em thì không quan trọng trai gái mà. Cứ có đẻ là được đúng không? Dạ, có con là được. Hai đứa thôi. Hello chị. Chào bạn. Cao mét nhiêu? Dạ, em cao mét 75. Được, bên đây ta phải mét 7 trở lên. Tại em dân chơi thể thao mà. Người khỏe. À, thể thao chơi môn gì? Đá banh ạ. Đá banh là đá vị trí nào? Dạ, em đa năng chị. Chuyển sang làm chơi cũng được. Chỗ nào cũng được. Dạ. Chỗ nào cũng đứng con chỗ thôi. Mình có tật xấu gì không? Em thì tại cái tính em cũng ít nói, hơi trầm. Vẻ bề ngoài thì hơi lạnh lùng. Cái điều gì em không thích ở người phụ nữ? À, ngoại hình thì cao mét 75 trở lên là được rồi. Đừng ốm quá, đừng mập quá, mà tóc dài. Tóc ngắn được không? Không, em thích con gái tóc dài được, tóc ngắn cũng được nhưng mà tóc dài thì thích hơn. Ngắn để dài mấy hồi. Rồi bây giờ lấy nhau về là ở đâu? Tại vì em lập nghiệp ở đây. Giờ ở đây luôn chị. À, hai vợ chồng không có về quê với ba má. À, tại vì em là còn mẹ thôi. Mẹ. Còn mẹ với hai em thôi. Ừ. Mà hai em nó cũng lớn rồi nên em thì thoải mái. Là không làm dâu? Dạ. Bên này người ta thích làm dâu. Thì cái đó thì em cũng tính sau này là cũng muốn đón mẹ em xuống ở chung. Ừ, dạ. Đó, vậy đi. Tại vì mẹ em tuyệt vời lắm chị. Không có người phụ nữ nào tuyệt vời mẹ em đâu. Phải không? Dạ. Rồi. Mình có thể nói là mẹ mình tuyệt vời với mình. Nhưng mà đừng có nói câu là không có ai tuyệt vời bằng mẹ trong, mình. Trong mắt em thôi. Tất cả người phụ nữ đều tuyệt vời cả em à. Ai làm mẹ cũng tuyệt vời hết. Dạ. Ha. Em có đi với? Hôm nay em đi với bạn thân của em và em gái à. Em gái thấy sao? Tình hình chị dâu tương lai mình thế nào? Dạ, xin chào chương trình Mỗi Hẹn Hò. Em thấy chị gái cũng dễ thương, cũng nhanh nhẹn. Dạ, cũng thấy hợp với anh á. Anh có điểm gì, tật gì xấu không em? Nãy giờ anh chưa khai không em? Dạ, không. Anh, em thấy anh cũng rất tốt. Em gái dễ thương vậy là hiểu anh bạn bên đây sao rồi ha, em gái ha? Nhìn em gái này em có thể mừng tượng được một chút về bạn chơi của em bên cạnh ạ. Em ruột hả hay là em dạ, sao? Em họ rồi. Rồi. Vậy là hiểu rồi ha. Rồi mình có đi với ai không bạn? À, dạ có, em đi cùng với chị đồng nghiệp ạ và bạn thân của em ạ. Hai bạn. Hai em bạn xin nhìn. Chào ạ. À, nhận xét anh bạn trai bên đó thế nào? Chị Cách Lượng. Em thấy anh bên đây rất là điềm đạm, cao, 1m7. Để em tính toán nhận định nữa. Bạn em thì là rất là chu đáo, là người của gia đình và rất là đảm đang nữa. Nấu ăn rất là tuyệt đó anh. Dạ. Thôi hy vọng vậy. Dạ. Bây giờ chủ yếu là hai người gặp nhau. Vì bạn nữ rất là chú trọng cái nhìn đầu tiên đó anh Linh. Kéo màn lên. Được hay không là ở phút này đúng thôi rồi. Đó. Chắc quớt luôn đi. Rồi nha, bây giờ mình bắt đầu cái nhìn đầu tiên. Bắt đầu. Đấy. Xin chào. Dạ, chào anh. Em có món quà tặng cho em. À, cảm ơn anh nhiều ạ. Nãy giờ nói chuyện em có thấy anh giống trong những suy nghĩ của em không? À, về ngoại hình thì em nghĩ là cũng ok rồi ạ. Anh cũng rất chi là có tướng, nghe nói giống anh Quyền Linh. Thì cũng quen nói chuyện mà lúc chưa kéo màn. Và cũng như bây giờ thì anh có thích em ở điểm gì không? Nếu mà có thì cho em 2 điểm được không ạ? Nãy giờ nói chuyện là anh thấy tính tình ok. Ok là ok theo điểm như thế nào? Anh rất là thích anh người phụ nữ. Anh có thể cụ thể hơn một chút. Anh rất là thích người phụ nữ của gia đình. Nấu ăn ngon là tuyệt vời đó. Bạn em nhận xét thế thôi chứ chắc với nhiều người thì cũng còn phải tùy ạ. Tại vì quan điểm của anh á, món ăn mà ngon nhất là cơm mẹ nấu. Vâng. Ừ. Ngon thứ nhì là cơm vợ nấu. Dạ. Thứ ba là cơm cho chính mình nấu. Anh thì nấu nướng cũng được, nói chung là cũng biết. Còn một điểm gì nữa không? Nói chung là ngoại hình là anh cũng ấn tượng rồi. Tính tình là thấy vậy cũng rất là hợp với anh rồi. Cảm ơn anh nhiều ạ. Em có thích đi du lịch rồi đi phượt rồi ấy không? Ừ, dạ cũng có. Em có thích thể thao không? Thể thao thì em cũng thích nhưng mà... Tại vì anh hay đi đá banh lắm. Em có thích làm khán giả của anh không? Em có thể cổ vũ cho anh được ạ. Thường thường mà khi vào cuối tuần thì em hay đi đâu? Ừ, em thì em cũng chỉ được rảnh vào cuối tuần thôi. Thì khoảng tầm 1-2 tháng gì đấy em sẽ có một chuyến đi phượt với bạn bè. Nói chung là anh là tài là
tay lấy lụa đó, tài xế là xế cứng đúng không? Xế cứng đó. Ok anh. Giật mình tưởng ông nói anh là tài lanh. Linh này kì. Ấn tượng đầu tiên của hai người gặp nhau là như thế nào? Nói về cảm xúc ấy ạ, thì em cũng thấy mình cũng đang hơi run một tí ạ. Hy vọng là lần gặp sau của em với anh thì em cũng vẫn còn duy trì được cái cảm xúc như thế này ạ. Dạ. Có thể hát một đoạn nào đó để bạn gái bớt run. Anh xin tặng cho em một bài hát. Cố lên anh. Có lẽ chỉ tưởng đã cho mình quen biết nhau, có lẽ anh linh muốn ta phải yêu mến nhau. Nếu muốn mai này em được hạnh phúc ấm, em chỉ còn một cách, em phải bằng lòng yêu anh. Cả thế giới này không ai hiểu em bằng anh, cả trái đất này không ai yêu em bằng anh. Hãy cho cơ hội để anh được chăm sóc em, được ôm lấy em từng đêm. Cái câu chốt ngược. Tập này bài này lâu chưa? Học bài này bài tủ của em. Không phải tủ hả? Hát mấy người nghe rồi? Tôi thường đi hát karaoke với bạn bè thôi à. À. Chứ hôm nay lần đầu tiên em hát cho một cô gái. Rồi. Cô gái có muốn tặng lại bạn nam cái gì không? Em thì em có thể tặng cho anh chị cùng với khán giả và bạn cùng chơi một câu hát về quê hương em ạ. Rồi, mời bạn. Em đưa anh về thăm quê em, về ngã ba sông rực nắng hồng, sông Châu hiền hòa, sông nhuệ yêu thương. Hà Nam ơi, sông đáy ân tình. Dạ một câu thôi ạ. Một câu nào đó để chúng ta thật là ngọt ngào lãng mạn. Em suy nghĩ rất lâu quá anh ơi. Bình thường em hay ý thơ nhiều lắm, hôm nay nó bay đâu hết rồi á. Gặp anh thì em đang cảm thấy rất chi là hồi hộp á. Thì đấy là cảm xúc của em bây giờ. Anh cũng hồi hộp không kém. Dạ vâng, hy vọng là anh hồi hộp nhưng mà anh vẫn có thể bấm được chuông ạ. Chuông đâu bấm. Ở đây làm gì có chuông, bấm nút. À bấm nút, dạ vâng ạ. Rồi, được rồi. Còn bây giờ thì 3 tiếng đếm để bấm nút bắt đầu. 1 2 và 3. Rồi, mời hai bạn. Chúng ta hãy nắm chặt tay nào. À, để nhớ mãi cái giờ phút này ha. Xin đôi hả, xin đôi hả. Tay em ấm là bù lại. Em tưởng anh em phải run hơn anh chứ ạ. Cảm giác thế nào bạn khi nắm tay? Em cũng cảm thấy đỡ hồi hộp hơn lúc trước ạ. Sao? Bạn cảm giác thế nào khi nắm tay cô gái ấy? Rất là ấm à. Có tình yêu rồi đấy. Nào, hãy đưa nhau xem phim để có một cái không gian thật lãng mạn bên nhau. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một phần chụp ảnh cưới trọn gói giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh tại các thương hiệu áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Đám cưới là coi như chụp hình miễn phí đó. Rất là cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Quyền Linh và chị Cát Tường đã cho cơ hội để em và bạn chơi bên này gặp nhau. Cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn hai bạn. Nào hãy đưa cô gái xem phim đi. Bên đây 25. 25 là tuổi gì? Dạ tuổi mùi anh. Tí, ô tí sủ giật mèo thình tị ngò mùi. Một cặp rất là đẹp đôi. Hy vọng rằng họ sẽ tiến xa hơn nữa. Cô này cô tính rất chặt chẽ đâu đó. Hỏi hai câu mà trả lời đúng mới một rồi. Câu là phải dừng lại trả phải lời có câu nguyên thứ tắc. Hai trong đúng tình rồi. Yêu cũng phải có nguyên tắc chứ. Chính xác. Đúng không? Chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Xin mời Hà Màng. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ có cô gái ngồi bên kia rồi. Mình sẽ giới thiệu lớn lên để cô gái nghe và hiểu mình hơn. Mời bạn. Em là Huỳnh Quốc Bảo. Quê em ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Em lên đây Sài Gòn sống từ bé. Hiện em đang làm họa sĩ thiết kế nội thất cho một công ty quảng cáo. Tới bạn gái. Xin chào quý vị khán giả. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Huỳnh Vũ Viên, năm nay 25 tuổi, em đến từ Quảng Nam và hiện em đang làm nhân viên tại Viện Môi trường và Tài nguyên của Đại học Quốc gia. Mình giới thiệu một chút về bản thân mình, những cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Theo như mọi người nhận xét thì em là một người vui vẻ, hòa đồng, rất là lạc quan, yêu đời. Đôi lúc thì hơi khó tính một tí xíu. Mình có được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, trước giờ thì chỉ có một thôi chị. Chia tay bao lâu rồi bạn? Dạ, được 3 năm rồi. Tại sao 3 năm này không có ai? Thì cũng tìm kiếm nhưng mà chắc có lẽ chưa tìm được duyên của mình. Rồi,
À, nãy bạn nói bạn bao nhiêu tuổi quên rồi? Dạ em 32 tuổi. 32 tuổi là tuổi gì ta? Tuổi Tý. À tuổi Tý. Bên đây 25. 25 là tuổi gì? Dạ tuổi Mùi anh. Tý. Ô Tý sủ dần mèo thình tị ngon mùi. Hợp. Hợp đấy. Sao toàn coi coi thầy với coi bói không vậy ta? Bạn Nam thấy tuổi này phù hợp không bạn Nam? Dạ em thì không có đánh mạnh vào cái gọi là tuổi tác, em chỉ tính mạnh vào tính cách. Tính cách và cách sống của một người khác phái thôi. Em thích tính cách như thế nào? Ở bạn nữ thì em mong bạn ấy mạnh mẽ trong công việc. Vì tính của em là bên nội thất, em cũng có một xíu nào đó nó mang tính chất nghệ sĩ. Đâm ra nhiều lúc em cũng có hay gọi là bốc đồng đó. Thì em cần bạn nữ đừng có dịu dàng quá sợ. Nhưng mà bạn 32 tuổi rồi mà sao chưa lấy vợ bạn? Đáng lý ra thì em cũng tính là trong năm rồi, nhưng mà sau đó thì có một số chuyện không vui nên em đã phải chia tay. Thế yêu người yêu đó bao lâu? Dạ cũng được khoảng gần 3 năm. 3 năm tính chuyện hôn nhân rồi mà tại lý do tại sao chia sao tay vậy bạn? Dạ thì bạn ấy muốn về quê của bạn ấy sống ở Quảng Ngãi, mà em thì trong này hỏi bên kia có muốn về Quảng Nam không? Hỏi trước đi, khỏi mất công tốn 3 năm mệt lắm. Thì nếu lấy nhau thì em nghĩ là em sẽ sống ở đâu? Nếu được về Quảng Nam thì càng tốt. Đó, chết rồi. Nhưng mà em có thể sống ở đây. Được, à, câu này được. Chứ không về Quảng Nam giống như vụ kia nó mệt lắm à. Em không thích diện người phụ nữ. Thì cái môi trường em làm việc thì nó cũng khá va chạm. Đâm ra em sợ nhất là người phụ nữ đừng quá ghen. Đôi lúc em cũng phải đi công tác. Thì nhiều khi trong một số trường hợp đặc biệt thì em không thể bắt điện thoại được chẳng hạn. Ủa sao vậy? Đi công tác sao không bắt điện thoại được bạn? Ví dụ như trong lúc đó đi với các sếp hay các bạn đồ đó, mình đang trong quán nhậu hay đâu đó thì mình cứ bắt điện thoại liên tục thì hay bị phiền chị. Đúng rồi, có những lúc mà mình ngồi sếp mà mình bắt điện thoại hoài nó cũng kỳ. Ủa mà ngồi ví dụ như đang ngồi họp hành trong phòng họp thì không nghe, chứ sao ngồi quán nhậu thì cũng nghe được vậy bạn? Dạ mấy cái đó thì có, nhưng mà trong một số trường hợp em hay để điện thoại trong ba lô không chứ em không bỏ vô người. Có em gì có đâu ghen không? Em có hay ghen không? Dạ con gái thì phải ghen với chị. Em nghe anh nói vậy em thấy sao? Cái đó thì cũng tùy, ví dụ như trước khi đi thì ví dụ trước khi vào nhậu hay gì đó thì có thể báo em một tiếng. Dạ còn sau khi nhậu xong thì nói thôi, chứ còn em cũng không có là kiểm soát này nọ. Giờ thích ngoại hình của người phụ nữ như thế nào? Về bạn nữ thì bạn ấy cao khoảng 1m55 trở lên. Được chị ạ. Hơi mũm mĩm một chút. Thích mũm mĩm. Lý do thì được. Thì em thấy nó vui á, là ăn mỡ vẫn ngon hơn ăn xương. Em cao như cao. Em phải chập. Dạ có 50 à chị. Quan điểm này là hay rồi nha. Ăn mỡ ngon ăn xương. Cũng đúng chứ bộ, xương cặp cặp rồi cũng răng có gì đâu ăn, mỡ béo. Thơm. Bây giờ mình đặt tiêu chí mình muốn người đàn ông mình là người như thế nào? Cao thì được 1m7. Trời ơi, giờ mình có nhiều mà 1m5 mà đòi 1m7 dữ vậy. Cải thiện nội giống chị. Người dạ em chào anh. Chào em. Dạ. Lùng không được ha. Có 1m5 mà đòi 1m7. Rồi sao nữa, như yêu cầu nó vậy mà. Cao hơi to con một tí, đừng có bị mụn. Con trai thì nặng luôn. Rồi hết rồi. Cao nhiêu? Có 6 mét 8. Hả? Mét 8. Dạ trừ thêm 60 nữa đi. Chết rồi. Có thật xấu gì không? Cái mà em thấy em xấu nhất là đôi lúc em khó kiềm chế được cái cảm xúc của mình khi mà bị áp lực nhiều quá đó. Em làm gì? Em lấy xe em chạy một vòng. Cũng đâu có hại gì ai đâu. Dạ nhưng mà lúc đó mà nếu mà gặp một người nào đó mà hay nói là mình dễ nổi luôn. Giống anh á. Bị khùng á. Không anh khỏi quảng cáo. Kiềm chế không có được. Thường thì không? Chỉ là nói em phiền quá đi. Rồi cái đi. Quát tháo lên nằm ỉ không? Dạ nếu mức độ kiềm chế kịp thì chắc không tới. Không kịp là tới đúng không? Giống anh. Dạ. Nghệ sĩ đôi khi nó vậy đó chứ không có gì đâu. Đừng có lấy cái đổ vô cái nghệ sĩ muốn làm gì làm. Khùng chịu khùng. Con 1m61 à. Thôi được rồi, muốn cải thiện nội giống thì cho con uống sữa nhiều vô, tập thể dục vô, giờ ăn uống chất dinh dưỡng nhiều vô. Đúng không? Cô bên kia dễ thương lắm. Vậy mình có đi với người thân không? Dạ em đi với mấy anh chị em đồng nghiệp chị. Chào chị Cát Tường với anh Quyền Linh. Theo em nhận xét thì bạn bên đây cũng múp múp giống em. Khá ok. Hai người cũng hợp, cũng nên tạo cơ hội để hẹn hò thử xem sao. Đúng rồi, nó xứng như vậy nó cũng đúng không? Nó cũng trên lệch vậy là vừa rồi. Cũng dễ thương ấy, em có coi chuyện Doraemon không? Anh này cũng dễ thương. Ủa giống ai trong Doraemon?
Anh không có túi thần kỳ. Giống chị em là được. Không, không tới cho em đâu. Xe cô à? đỡ nhọn hơn xe cô chị. Không, ý đó em nói là cái sự múp múp như hay là Nobita dễ thương à. Rồi, cảm ơn chị. À, bạn trai thì sao? Mình có đi với ai không? Dạ, em đi với mẹ và em trai à. Cho con nói chuyện với cô xíu. Mặt mẹ phúc hậu ghê chưa? Đó, nói chuyện với mẹ đi. À, chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ, rồi, dạ con tự nói chuyện với mẹ đi con. Dạ, con chào cô. Dạ, cô thấy con như thế nào? À, cô thấy con cũng được. Mà con tươi tắn, vui vẻ. Dạ. Ừ. Với lại so với con trai cô thì cũng thấy xứng. Cô có yêu cầu về con dâu tương lai không cô? Tương lai thì cô chỉ muốn là hiếu thảo với cha mẹ là được. Dạ thì nếu như cứ chồng thì con cũng xem ba mẹ chồng như ba mẹ của mình vậy á. Thì cũng chăm sóc, chăm lo cho gia đình của mình thôi. Dạ. Cảm ơn cô nhiều nha. Bây giờ thì mình kéo màn lên. Kéo màn lên. Nào, 2 phút bắt đầu. Dạ em cũng không, cặp này là hợp lý rồi. Mình có một cuốn sổ tặng em để cái khi vui buồn em có thể ghi vào đó. Dạ em cảm ơn. Dạ. Tặng cuốn sổ vui buồn ghi vô đó rồi nữa đưa cho anh coi hả? Dạ, giấu đi lâu lâu em coi. Cái này phải giấu cho mình chứ anh. Cứ giả vờ dục ra đâu đó cho anh coi. Dạ cái đó thì lỡ em ghi xấu anh thì sao? Thì cũng phải biết để anh sửa. Dạ. Thấy anh thế nào? Cảm xúc đầu tiên hai người gặp nhau cảm nhận như thế nào? Dạ thì ban đầu thì nhìn anh mặt không có mụn là em thích rồi. Anh thích được sờ khuôn mặt. Dạ. Chiều cao thì nói chung không có như em nghĩ. Nhưng mà vóc dáng thì cũng gọi là dựa được. Tại vì em có muốn một bờ vai vững chãi. Dạ. Anh thấy em như thế nào? Em thì vui vẻ mà cũng búp. Đúng vậy anh. Dạ. Sở thích của bạn nữ là gì? Em thì thích được đi du lịch và em đang mong muốn là mình sẽ được đi Sapa trước khi cưới chồng. Đó, rủ đi, rủ đi Sapa. Anh Linh em cũng muốn đi Sapa, em chưa bao giờ được đi Sapa luôn, muốn đi chợ tình Sapa. Mang cho đi. Đóng thùng cho lên luôn. Đóng thùng lấy đi. Mỗi người một cái nói một cái gì đó rất là tình cảm. Tỏ tình với nhau. Thì anh chỉ muốn nói là nắm tay anh thật chặt. Nếu ta em thật lâu thì dẫn anh đi lên Sapa. Dạ. Gặp anh thì hy vọng mà sau này sẽ có nhiều cơ hội hơn để trò chuyện, để tìm hiểu hơn nhau kỹ hơn. Dạ. Rồi, hết thời gian. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không hẹn hò, tùy các bạn. 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 Rồi, nắm tay bạn gái đi. Cặp này xứng đôi nè. Đây là chiếc vé xem phim. Các bạn xem phim xong rồi hẹn thời gian đi Sapa để tìm hiểu kỹ hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi hai bạn đưa lên xem phim đi. Đi xe đi Sapa gì đó đi đi. Mời bạn nam. Chào các khán giả trong trường quay. Rồi ngồi đi bình tĩnh nào. Dạ. Em tên gì? Dạ. Em tên là Nguyễn Duy Thành. Hôm nay là vừa tròn 32 tuổi. Hôm nay là vừa tròn có nghĩa là sinh nhật em à? Dạ đúng sao? Rồi hôm nay là sinh nhật em gì? Happy birthday. Trời ơi. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật nha. Hy vọng hôm nay chúng ta sẽ gặp nhiều may mắn trong việc bấm nút. Dạ em thì sinh ra ở Đắk Lắk nhưng mà quê gốc là ở Hà Tĩnh. Hiện tại thì em đang làm điện lạnh và có mở một shop thời trang ở Đắk Lắk. Rồi, mời đàn gái. Xin chào chị Hồng Vân, anh Quỳnh Linh, bạn em ngồi bên kia, cũng như là toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Phạm Thị Hải Yến, năm nay em 29 tuổi. Quê của em là ở Hà Tĩnh nhưng mà em sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk.
Thì hiện tại thì em đang sinh sống và công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là chuyên viên tổ chức nhân sự. Em nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của em đi. Điểm mạnh của em là thân thiện, gần gũi và luôn cố gắng để giúp đỡ mọi người. Còn điểm yếu của em là người sống nội tâm và suy nghĩ hơi nhiều, nên là rất là khó quyết đoán khi đưa ra cái quyết định nào đó. Mời bạn trai. Dạ. Ưu điểm, khuyết điểm là em, gì? Em ưu điểm thì nói chung là mọi người thì nói là cũng hiền lành. Em thì biết nấu ăn. Công việc trong nhà thì em là dân kỹ thuật cho nên em có thể làm được hết. Nhưng mà em có cái tật xấu gì không? Tật xấu thì em có hơi nóng tính. Và làm điểm lạnh mình phải lạnh tính chứ sao nóng tính. Nếu mà trong công việc thì em rất là nghiêm túc, làm việc thì đến nơi đến chỗ này. Rồi, được tình duyên bên đàn gái thế nào? Nói thật với tất cả mọi người trong trường quay hôm nay là em thì là 29 mùa Valentine là cô đơn. Cô đơn. Rồi còn Olizin luôn. Dạ, nguyên Olizin. Olizin luôn. Dạ, nguyên Zin, nguyên Tai, nguyên Kiện. Chị nói thiệt, em ngày hôm nay mà em nhấn nút một cái thôi là món quà vô giá với cái người đàn ông bên đó đó. Dạ, em cũng đang mong có món quà lớn nhất đời của em hôm nay đó chị ơi. Bên đây trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em thì chính thức thì mới có một mối tình thôi. Quen biết khoảng 2 năm, nhưng mà sau đó không hợp thì cũng chia tay. Lâu chưa? Dạ, cũng hơn 3 năm rồi. Thôi bây giờ mình xóa nháp đi, mình làm lại từ đầu ha. Đây là mối tình coi như là có thể mối tình cuối. Bạn gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em không quá kén chọn mà cũng không có mẫu người đàn ông lý tưởng. Em chỉ cần một người là bên ngoài thì phải tương đối dễ nhìn, là một người đàn ông chân thành và đem đến cho em cảm giác ấm áp và có thể tin tưởng được, có công việc ổn định nè. Còn bạn bên kia? Em muốn mẫu hình lý tưởng của em thế nào? Mẫu hình của em thì cũng đơn giản thôi ạ. Chỉ yêu cầu người đó cao trên 1m55 và tính tình thì có thể pha trộn một chút giữa hiện đại và có thể mình công tránh. Rồi em không thích ở bạn nữ cái điều gì? Dạ, em không thích ở bạn nữ là nếu mà trang điểm lè lè quá hoặc là nhuộm tóc nhiều màu thì em cũng không thích ạ. Nhiều khi son là môi trên đỏ, môi dưới tím, chứ nó lạ gì chẳng hạn. Tao thích sao tao làm điểm, sao tao thấy đẹp là được rồi. Còn em thì sao? Cái điểm mà em không thích ở người bạn trai? Dạ, em không thích người bạn trai hút thuốc, rượu chè, cờ bạc. Ảnh dành thời gian quá nhiều cho những mối quan hệ bên ngoài á, mà không có sự quan tâm tới gia đình. Có lẽ em không thích người đàn ông là keyboard, da trưởng. Có cái gì trong đó không em? Có thể em có tính hơi tiết kiệm một xíu chứ không đến mức mà keyboard keo kiệt. Tiết kiệm khác, keyboard khác. Dạ. Và em thì không hút thuốc và không uống rượu. À không phải là không uống rượu, nhưng rượu thì có thể uống một ít với bạn bè. Em thấy anh hiền mà. Dạ. Em rất là hiền mà anh nghĩ em không bao giờ có những cái tính cờ bạc rượu chè lăng nhăng kia đâu nha. Dạ em chào anh. Chào em gái dễ thương. Dạ. Nếu như mà hai người đồng ý hẹn hò đó thì khoảng bao lâu mình cho đàn trai bước tới? Bước tới là bước tới giai đoạn nào anh? Giai đoạn hôn nhân luôn đó. Em sẵn sàng rồi anh, về lý thuyết là em đã chuẩn bị rất là đầy đủ rồi. Ồ vậy đó hả? Đúng rồi anh. Hôm nay người ta 29 dạ. tuổi rồi à. Thì bước kia chuẩn bị là mình bước tới là đón đó. Dạ em cũng vậy đó. Em đã chuẩn bị gì cho cái cuộc bước tới đó chưa? Dạ, nói chung là công việc thì hiện tại ở quê ổn định. Nếu mà bạn về quê với em thì chắc chắn là đầy đủ hết rồi. Có nhà cửa chưa? Dạ có rồi. Còn bạn không về quê mà cũng lập nghiệp ở tại nơi bạn thì được không? Trước đây em có làm việc ở Sài Gòn gần chục năm và em cũng mới về. Thì công việc ở đây em cũng khá là ổn định. Nếu mà muốn xuống đây làm lại thì em vẫn có thể làm được. Rồi dễ luôn. Chào chị ạ. Chị thấy là được đó. Mặt rất là phúc hậu nha. Đúng rồi. Cậu con trai này hiền á. Đứng về mặt phụ huynh là tôi chịu đó. Em đi với ai ạ? Dạ em đi với vợ chồng em trai và có chị bạn thân. Nói chung là ở Sài Gòn này thì chị giống như gia đình thứ hai của em á. Chào chị Hồng Vân với chào anh Quyền Linh. Nếu mà nói về kinh tế thì bên đàn gái cũng an tâm. Cái thứ hai là em này không có rượu chè bê bết gì hết mà lo làm ăn chí thú dữ lắm. Và nhận xét bên đàn gái thì thấy em gái rất là xinh, hiền. Hai bạn đến đây thì hãy cho nhau cơ hội. Chị xin chúc chương trình thành công. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Rồi, em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với hai người bạn thân từ thời đại học và các chị em ở trong công ty. Dạ, chào anh Quyền Linh và cô Hồng Vân. Thì theo em thấy là đối với bạn nam bên đây thì cũng khá là hiền lành và chân thật.
Yến thì là một người rất là dịu dàng, tức là thuộc mẫu phụ nữ ngoan hiền lắm. Nên là em nghĩ là hai bạn cũng cùng quê nữa, nói chung là mọi thứ thì có lẽ là nên cho nhau cái cơ hội để mà tìm hiểu kỹ về nhau hơn. Thuận lợi đúng không? Dạ. Ừ. Rồi, cảm ơn em. Yên tâm này ha. Bây giờ thì mở rào. Chào bạn. Dạ, em chào anh. Dạ. Với chương trình ngày hôm nay em có món quà nhỏ tặng anh ạ. À, rồi, cảm ơn em. Dạ. Hiện tại đây là cái khung hình. Trên khung hình thì đang thể hiện là một chàng trai cô đơn đang đi tìm nửa kia của mình. Thì em hy vọng là sau chương trình ngày hôm nay á, anh sẽ tháo cái bức tranh chàng trai cô đơn này ra để lắp vào bằng hình ảnh của anh cùng người mà anh đang đi tìm kiếm. Và sau đó thì anh sẽ nhân đôi số lượng lên là thay vì hình anh người đó và hình của những đứa trẻ. Rồi, cảm ơn em người nhé. Thôi, dễ thương quá. À, còn đây là một quyển sách, anh rất là thích quyển sách này, nó có những cái mẩu chuyện nhỏ trong đó về cuộc sống và rất là ý nghĩa. Dạ, em cảm ơn anh ạ. À, còn một món quà nữa, anh thì không có khéo tay, không biết được làm đồ handmade cho nên anh có đồ Hindu vậy. Đây là trứng gà, từ tay anh nuôi từ nhỏ đến lớn và mang đến để tặng em. Trời ơi, trứng gà hả? Dạ, trời, trứng đây là trứng gà của nhà luôn ạ. Mới gặp mặt thì em có cảm nghĩ gì về anh không nhờ? Thì cũng đúng như là chị Hồng Vân, anh Quỳnh Linh và bạn em nhận xét. Nhìn anh rất là chững chạc, chân thành. Còn anh thì có nhận xét gì về em không ạ? Anh thì nhận xét là em cũng rất là, trông rất là hiền, cũng dễ thương. Thì nói chung là anh còn có một sở thích nữa mà không biết là em có không thích không? Đó là thỉnh thoảng là anh cũng có thấy gái xinh thì anh vẫn ngắm nha. Thấy gái xinh mà không ngắm thì em lo hơn anh ạ. Trời ơi, em bao dung dữ vậy. Dạ. Tức là thấy gái xinh là phải ngắm đó mà. Ngắm nhưng mà đừng có hành động gì sau lưng em là được. À, chịu ngắm thôi. Hiện tại là anh đang công mở shop thời trang ở Đắk Lắk. Đúng rồi. Vậy trong thời gian mà tìm hiểu á, thì lúc mà hẹn hò thì sẽ như thế nào anh hả? Thì nếu mà hẹn hò thì có thể một vài tuần gì đó anh có thể xuống thăm em một lần. Rồi sau đó mình đón ở quê luôn. Mình để ở quê luôn. Cực quá ha. Bây giờ tính đi, nếu mà hai đứa thực sự mà muốn tìm hiểu thì là hoặc đứa này lên núi hoặc đứa kia xuống non đi. Nhưng mà nói thật là em định hướng phát triển sự nghiệp của em ở thành phố ấy. Cái đó anh có thể tìm hiểu thêm, tại vì định hướng của anh là vẫn có thể xuống Sài Gòn làm việc được. Cho nên là anh muốn nếu mà em ổn định ở đây thì anh có thể tìm công việc ở đây để anh làm. Lâu lâu cởi voi xuống Sài Gòn nữa. Dạ. Bây giờ mình nếu như mình kết hôn thì tiền bạc ai quản lý, rồi con cái mong muốn thế nào, con trai con gái gì đó, quan điểm của từng bạn. Anh nói là anh rất tiết kiệm đúng không? Đúng thì rồi. Em nghĩ là như vậy thì em không cần quản lý đâu ạ. Để cho anh quản lý của anh, em quản lý của em cũng được. Nhưng mà cần hàng tháng báo cáo giùm em cái số dư. Dạ, căng nha. Dạ, còn con thì em trai gái cũng được. Còn anh thì sao? Về tiền bạc thì anh cũng có cùng suy nghĩ đó. Tức là tiền thì mình có thể có một quỹ chung. Nhưng mà mọi người có thể quản lý tiền riêng của mình, chứ không nhất thiết là phải đưa về một ai đó quản lý. Có thể những việc lớn thì mình bàn bạc với nhau, nhưng mà những việc nhỏ nhỏ thì có thể tự chi, không cần phải bàn. Bây giờ bạn trai bước tới nắm tay bạn gái để chúng ta trao cảm xúc cho nhau, cảm nhận về nhau đi, rồi mình tiến hành bấm nút. Anh thì trước giờ cũng không hát, không biết hát. Yeah. Thôi thì anh hát vài câu mới tập đi. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đôi thay. Cho ngày sẽ thôi qua êm đềm và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Dạ hết ạ. Bạn gái hát. Rồi, cảm ơn anh. Ra là em không có năng khiếu về hát, nhưng mà tại vì hôm nay là sinh nhật của bạn nam á, thì em cũng xin được bạo gan hát một đoạn ngắn. Dạ, em xin hát một đoạn cho bài Phố Hoa. Nụ hoa thắm như giọt sương ban mai, nhìn là mây trắng đang nhẹ trôi chân trời. Thành thang phố hoa nắng vừa lên môi rồi, anh đi với em giữa trời hoa anh hỡi.
Nụ hôn đó những lời yêu mê say, là mùa xuân mãi mãi chỉ cần anh bên người. Đôi khi hờn ghen, đôi khi giận nhau vu vơ, nhưng trong lòng em con tim tình yêu trao anh. Dạ, em cảm ơn. Rồi, trở về vị trí đi các bạn. Chúng ta chuẩn bị để tay vào nút bấm và đưa ra quyết định của mình. Kiểm tra lại con tim mình đi các bạn. Phải có trách nhiệm trong lời nói và trách nhiệm trong sự quyết định của mình. 3 2 1 1 Wow. Chúc mừng. Em trai đã bấm ngay từ lúc chưa đếm luôn. Em gái vẫn còn suy nghĩ còn... Không, em đợi anh đếm hả? Đợi anh đếm nữa hả? Dạ. Người ta làm đúng nguyên tắc, còn ông kia là vô nguyên tắc. Có như cứ cảm xúc mà tới đâu cảm xúc vỡ hòa là chúng ta cứ đến. Thực sự hôm nay là ngày sinh nhật của em. Em rất là may mắn trong ngày hôm nay. Đây là người con trai đầu tiên của bạn này đó. Nhiệm vụ của mình là đặt nụ hôn đầu tiên. Chúng ta bắt đầu nào. Em đồng ý không? Dạ. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền. Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vita Dairy. Nhãn hàng Queen Daily cà phê hòa tan mang đi, mang lại sự tỉnh táo, đánh tan cơn buồn ngủ. Hân hạnh tài trợ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Combo quà tặng 3 vị cà phê cho những trải nghiệm thú vị. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn anh chị. Đây là một cái phiếu bốc thăm may mắn thì khán giả sẽ nhận được một nồi cơm điện trị giá 350.000. 09 Chúc mừng nha. Khán giả xem truyền hình cũng có thể nhận được quà tặng là một chiếc Smart TV Akino 32 inch. À, bên em mạnh lắm nha. Thôi thì em ráng gồng. Ủa gồng hả anh? Không, anh thấy gồng. Anh em mạnh. Rồi, chúng ta sẽ đến với hai cặp đôi trong ngày hôm nay. Xin mời chàng trai chúng ta xuất hiện. Mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Em tên là Trịnh Quân. Trịnh Quân. Tên em hai chữ. Bao nhiêu tuổi? Em 86, 28 tuổi. 28, làm nghề gì bạn? Em kinh doanh thời trang và cũng là thiết kế thời trang luôn. Kinh thiết kế là kinh doanh luôn? Dạ, em làm ra những sản phẩm của mình và thợ của em may và em bán. Bạn đang mặc áo bằng may đó hả? Thiết kế đó hả? Dạ. Thôi để tôi mời bạn nữ ra cái đã, cho ta nghe với. Dạ bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Wow, thời trang dữ lắm nha. Hai người em này tên là... gì, bao nhiêu tuổi? Em tên là Trần Hải Bình, năm nay 23 tuổi. Em làm nghề gì? Em làm thiết kế quảng cáo. Một bên rồi. Thiết kế thời trang, một bên thiết kế quảng cáo, đụng hàng. Chị, thiết kế thời trang khác quảng cáo nhiều lắm chị. Chị biết mà, nhưng mà miễn là thiết kế là nói chung cũng có đầu óc tư duy về nghệ thuật mới thiết kế được em. Em làm trong ngành này được bao nhiêu năm rồi? 2 năm. Và ngoài những giờ đi làm thì em làm công việc gì? Em làm gì? Ngoài những giờ đi làm thì em đam mê nhiếp ảnh. Năng động như thế này, duyên dáng xinh xắn như thế này, sao ế được?
Dạ, tại vì chắc cá tính em mạnh quá, mà bây giờ đàn ông người ta thích mẫu người phụ nữ duyên dáng, hiền lành, nhẹ nhàng phải không? Thì đó em mình thì không được vậy. Mình hơi bạo xíu phải không? Cá tính em mạnh có chị Cát Tường không? Cũng cỡ cỡ đó anh, thấy ngồi thế là thấy cũng mạnh khỏe rồi đó. Nói chung là cũng khó chịu như chị Cát Tường thì nó mới ế thôi. Không sao, không sao. Bên đó là Hải Bình đúng, Bình đúng không? Dạ. Bên đây bên tên Quân là Bình Quân. Bình Quân không? Bạn bên kia là thiết kế quảng cáo. Tôi nghĩ rằng là bạn sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong cái việc thiết kế thời trang. Em sản xuất và bạn ấy quảng cáo cho sản phẩm em thì em nghĩ chắc phải hợp. Quân à, bên đây mạnh lắm nha. Mạnh lắm à. À, bên đó làm. Thôi thì em ráng gồng. Ủa gồng hả anh? Đó, thấy chưa? Anh đang có một gồng đi. Sao anh phải gồng anh? Anh nghe em mạnh. Mẫu người của Quân, người phụ nữ của Quân là sao Quân? Cái nhìn là em cảm thấy trong lòng là thích rồi. Nhưng mà thường thường bạn bè nhìn á bảo đó giờ mày quen tao thấy toàn là quen gấu sư tử không, mình vô rừng mình không gặp thỏ, toàn là gặp gấu không à. Em về em thích gấu hay thích thỏ? Không, em thích sư tử. Em quan niệm thế nào về tình yêu? Trong tình yêu á là có sự mù quáng. Mù quáng lạ gì ta? Có nghĩa giống như là em đang quen một người đó, mọi người xung quanh nhìn đều nhận xét là không thích. Mình không quan trọng là mọi người nói gì. Mọi người chơi cái nào chơi miễn anh thích là được đúng không? Không vậy cũng hay chứ. Vậy là mình yêu cho mình hả? Đâu phải yêu cho người khác đâu. Đúng rồi, vợ mình sợ, mình đâu sợ vợ ai. Em tự nhận xét em thì em thấy em là cỡ cọp hay beo hay là sư tử? Chắc cũng cỡ đó chị. Xưa giờ có bao nhiêu bạn trai rồi? Dạ ít lắm chị. Ít là mấy? Dưới 5 ngón tay được rồi. Mà tại sao chia tay em biết không? Thì cũng bởi vì cọp beo quá chị. Mình phải bớt lại. Nếu mình biết được khuyết điểm của mình thì mình phải cố gắng đầm thắm xuống chút xíu, giống như chị Tường vậy nè. Mà em vẫn muốn một người yêu bản chất của em hơn. Rồi em thích cái mẫu bạn trai người của em như thế nào? Em muốn đó là một người đàn ông phải bản lĩnh, có ý chí, tiến thủ. Mà đừng có... Anh đừng có nói nhiều quá là được rồi. Còn em thấy cô gái bên kia thế nào? Cảm nhận nãy giờ ra sao? Có vẻ giống hổ rồi. Hả? Giống hổ? Em thích con đó. Ưu điểm của em là gì? Ưu điểm của em hả? Nó cũng là khuyết điểm. Nói chung là em cũng vui vẻ mọi người. Lâu lâu cũng khùng điên. Khùng điên là sao em? Hồi bé trong lớp thì em là người hát rất dở. Nhưng mà em sẵn sàng mặc xà rồng lên sân khấu ha. Múa. Anh nghĩ cái đó khùng điên dễ thương chứ. Sao em biết em hát dở? Thì thường thường em đi hát karaoke với bạn bè. Thì mỗi lần mà em có tiếng hát thì bạn bè hay lấy cái demo bấm vào bài khác. Em có thể hát thử vài câu chị nghe cái bức hồi em không hát. Anh hát đi anh. Em không tùy hứng. Không không. Em có ủng hộ không? Em ủng hộ. Đó bên đây bạn gái người ta ủng hộ. Em không tùy hứng. Thôi rồi được, bạn nó được từ chối rồi, bạn hát khán giả truyền hình chuyển luôn kênh à, không coi nữa à. Sở thích của bạn là làm gì? Sở thích của em là viết tiểu thuyết, vẽ tranh. Cũng hơi khùng giống như ảnh nhưng mà em không có dám khùng trước mặt bạn bè đâu. Khùng gì nữa? Hay hát hay nhảy múa một mình trong phòng á chị. Thì hai người vậy khùng, nhảy múa trong phòng cũng được vậy. Em hát thử một khúc chị nghe coi chứ bây giờ em cứ trong phòng một mình không sao được. Mà giờ em không có thuộc lời làm sao kệ được đó. Em thuộc nhiêu hát nhiêu khùng mà. Không, em không có khùng như ảnh. Ảnh khùng rồi, đúng rồi, em ít hơn. Anh dám khùng trước đám đông, còn em khùng trong phòng của mình nè. Hay là thôi để về nhà em hát cho ảnh nữa không anh? Thôi chưa có gì mà về nhà hát cho ảnh rồi. Ngoài ai cho về đâu mà cái gì nhà đất ơi. Hát ở đây được người ta mới đem về. Nếu có một ngày em hy vọng là ngày mai sáng, đừng để em thêm buồn nhé. Hãy cho em một ngày mai tươi đẹp và hãy cho em thêm một khoảnh khắc nhẹ nhàng. Bài lạ quá, tôi chưa giờ nghe bài này ông nội ơi. Em tùy hứng em hát mà. Ủa hát chị tự sáng tác hả? Hôm nay em không có lên được giọng nên anh thông cảm. Thôi được rồi, bây giờ cái quan điểm về tình yêu của em sao? Em nghĩ như thế nào về tình yêu? Em nghĩ trong tình yêu thì nên có sự nghiêm túc. Bây giờ lớp thanh niên trẻ có vẻ là mạnh tay quá, nhưng mà em thì em vẫn giữ cái truyền thống hơn. Ủa thanh niên mạnh tay là sao? Ý em nói cụ thể coi. Thì yêu là cứ tới bến xả láng anh, nhưng mà em khi yêu thì phải xác định là sau này
phải có kết hôn rồi có này có kia gì đó, thì nói chung là nghiêm túc phải có kết quả. Chuyện này nghe nó kỳ quá. Yêu là tới bến xả láng là sao, đi quay hỏi coi là sao. Giờ thanh niên có câu yêu là chén á anh. Yêu là chén hả? Chén là ăn. Ủa là sao ta? Ăn là ngon á. Yêu là chén là sao, ăn là sao? Em không biết luôn. Cụ thể chút xíu thôi. Ngại quá. Nên nãy nói yêu thanh niên là yêu xả láng luôn hả? Ừ. Còn em là quan niệm sao? Em yêu truyền thống. Có thể là sau không có duyên, không hợp, nhưng mà vẫn phải nghiêm túc. Không nghĩ cái này được, cái này được. Bây giờ nè, trước khi chị qua chị coi mặt anh Quân bên đó nè, thì bây giờ mình có thể cho chị biết em thích cái mẫu người của em là như thế nào? Cao từ 1m75 trở lên, là từ 75 đến 80. Ngon luôn à? Dạ, phải có body, nếu không xong múi thì 4 múi cũng được. Nói chung phải có cơ bắp nha anh. Một múi cơ bắp lắm. Dồn có một múi được không chị? Thôi đứng lên chị coi coi. Ngon. Cao không? Ngon à. Nhiêu ký? Em là khoảng 76. Được. Anh đừng có để tóc dài nha, anh đừng để râu nữa. Không râu, không tóc. À quên, tóc không dài. Lộn lộn. Anh uống quăng được không em? Style gì đó hả? Thích uống uống vậy đó hả? Không, lâu lâu em cạo đầu cái rồi lâu lâu em uống rồi. Cũng mua đen lắm nè, hai bên là hợp lắm nè. Đúng rồi. Nãy còn cái đâu được cái bụng coi, mấy muối? Chắc được muối. Dán cái bụng lên coi. Thôi chết luôn á. Vậy đâu có khùng. Tỉnh táo đàng hoàng, đẹp trai, lịch sự, lịch thiệp. Cái mẫu người lý tưởng của em thì thế nào? Được được á. Có cá tính, có cái gì đó chiều sâu. Khùng điên giống mình thì chắc cũng lâu lâu cũng có. Đại loại là giống như là lấy các trọng lý vậy đó. Giống như em thích cái cá tính mạnh như vậy đó hả? Bảo đảm kéo màn lên là thích liền luôn. Nhưng mà em thích những người giống như vậy. Anh thấy cô kia bên kia cá tính đó, mà anh thấy hình em hiền quá, chưa có cá tính bằng cô bên kia. Rồi chúng ta sẽ có 2 phút gặp nhau. Xin mời màn kéo lên. Bình tĩnh nha, coi chừng sư tử ăn thịt á. Hai phút bắt đầu. Quang chào uống, em uống. Nói gì đi em. em nghe là thường bên thiết kế thời trang là đàn ông hay có xu hướng đồng tính. Không, anh thích phụ nữ. Không, anh cứng đen. anh có gồng lên. Không, anh cũng đang có gồng mà. Không, anh khẳng định luôn, anh thích phụ nữ, anh không có thích đàn ông. Mặc dù là đi ra đường cũng nhiều đàn ông chọc anh. Để cái đó để từ từ biết sau. Đó mình không biết được. Cái này khó hiểu rồi nha. Thế thôi, bao giờ em mới biết, em muốn biết như thế nào. Cái đó thì xem ý anh có nghiêm túc không đã. Thôi, chắc hẹn sau sân khấu rồi. Anh Nguyên Linh nha. Tùy hai người à. Hỏi anh đâu có quyết định được. Rồi tiếp. Ủa mà anh quê ở đâu vậy anh? Anh hả? Quê gốc ở đâu anh? Anh miền Trung. Anh Đà Nẵng. Em ở đâu? Em ở Nha Trang á anh. À, ở Nha Trang hả? Cũng gần. Gần cái biển hay? Trời ơi, Nha Trang là thành phố biển mà anh. Đúng rồi, Đà Nẵng cũng có biển, mình chung dòng nước biển. Vậy là vui rồi, có cái hợp nhau là vui rồi. Nhìn em giống sư tử không? Anh chắc cũng không đến nỗi sư tử. Chắc cũng gấu hay gì đó thôi. Hai người nói chuyện toàn thú vật không ta? Hết giờ. Hai bạn để tay nút bấm đi. Chúng ta sẽ có 3 khắc quyết định hay không quyết định. 1 2 3. Cũng hợp lắm. Hai người cao bằng nhau đấy. Cá tính thì bên kia cá tính mạnh hơn bên đây đấy. Bạn nghĩ thế nào về người bạn mà bạn đồng ý hẹn hò? Em cảm thấy mù quáng rồi đó. Còn bạn nữ? Dạ. Bạn thấy thế nào mà bạn nhấn nút hẹn hò? Em nghĩ là sau sân khấu em sẽ tìm hiểu những thứ mà em muốn biết kỹ hơn. Còn bây giờ thì người nó nóng rần rần luôn đúng không? Rồi chúc mừng hai bạn. Giờ em coi thử bằng tay chị Tường coi sao nha. May mắn thì cũng có nhưng mà không bằng anh luôn. Sự nghiệp thì chắc không bằng anh Quỳnh Linh. Bây giờ mình bắt đầu tiếp em nha. Dạ. Và bây giờ mời cặp đôi thứ hai anh nhé. Dạ. Xin mời bạn trai. Bạn nào bước ra cho may mắn trước thôi. Chào.
Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ngồi cười bên kia. Chào em. Bạn tên là gì? Em tên là Võ Tấn Đạt, 32 tuổi. 32, làm nghề gì? Thẩm định con người. Thẩm định gì? Cái này lạ nha. Thẩm định con người hả? Là sao em? Là... Khoan, để chào bạn kia ra, bạn nghe bạn luôn. Chờ bạn nữ ra luôn nha. Cái nghề bây giờ lạ mời quá. Bạn nữ bước ra sân khấu. Em chào anh chị khán giả. Em tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em tên Hoàng Hà. Năm nay em 32 tuổi. 32 tuổi luôn, 32 mà trẻ dữ vậy. 32 nhìn có 27 thôi nhà. Rồi bây giờ bạn bên đó nghe nè, tôi bên đây cũng đang tò mò thẩm định con người. Ủa, cái nghề rất là lạ bạn. Bạn Đạt. Không, cái nghề nó lạ em suy diễn thôi, chứ thật ra cái nghề cũng rất là thông dụng. Nghề gì? Cho bạn thẩm định con người coi người ta có vốn không rồi mới cho người ta vay đó. Làm tôi giật mình đó, tự nhiên cho vay, tôi tưởng nó cho vay nặng lãi. Hồi đó giờ em có khi nào đi vay tiền chưa? Dạ chưa chị. Chưa hả? Em có cho vay không? Dạ có chị. Em cũng cho vay luôn? Dạ. Em cho ai vay, vay sao? Do má em vay à. Em cho má em vay hả? Em có thu hồi vốn được cho em? Dạ chưa. Khi nào thu hồi? Nha, khi nào lấy chồng thu hồi. Sao vậy, tự nhiên lấy chồng thì thu hồi chi? Làm của hồi môn chị. Đi lấy chồng là đi tay không, về nhà chồng, chồng nuôi. Tự nhiên mình đem của nhà mình qua nhà chồng chi? Không nên, không nên nha. 32 tuổi, thông minh cũng nhanh nhạy, cũng rất là năng động. Không lẽ bạn ế hả? Ừ, tại sao giờ này mà chưa lấy chồng em? Ba em có coi tử vi cho em rồi, là nếu mà lấy chồng trễ á, thì em một đời chồng. Còn nếu là lấy chồng sớm thì em hai đời chồng. Cho nên em từ từ em lấy chồng. Bây giờ em nghĩ là tới lúc để lấy chồng chưa? Dạ cũng đến lúc bắt đầu á chị. Bắt đầu rồi đó hả? Vậy bây giờ mẫu người của em cần tìm để lấy là như thế nào? Ba em có chấm tử vi luôn, nói cái người đó là người như thế nào không? Thứ nhất là năng động, thứ hai là tính tình phải tốt. Tốt là sao? Là tốt là gặp ai cho vay đó. Thương người. Em nghĩ sao nếu một người chồng bằng tuổi mình? Cùng tuổi thì cũng tốt thôi. Mà cùng tuổi mà nếu giàu là giàu dữ lắm luôn á. Chính phất xác đó. Hai bên cho vay nữa, trời ơi, thật tiền để đâu cho hết. Còn bên em, em có coi bói coi gì không? Em có khả năng xem được chỉ tay và đoán suy nghĩ người khác. Hay gì hả? Thì bởi vậy em mới cho vay tính chấp được chứ. Mỗi lần cho vay là xem chỉ tay hả? Không, xem chỉ tay để cho khi gặp bạn gái thôi. Xem anh con đoán anh sao? Anh thì em đoán cũng được, nhưng mà thích đoán bạn nữ hơn. Đoán anh thử một câu gì coi. Anh cũng yêu nhiều đấy. Đường công danh sự nghiệp cũng khá là thành công. Với lại đường may mắn của anh rất là rõ. Anh có tay giữ tiền, giàu lắm. Bây giờ vậy nè, bây giờ em coi thử bằng tay chị Tường coi làm sao nha. Em coi qua cái ô cửa. Coi, đưa tay chị Tường coi. Nam tả nữ hữu đúng không? Đúng rồi. Rồi coi đi. Nói cho chuẩn nha, chuẩn là tôi làm mai, cho không chuẩn là tôi dẹp luôn à. Ồ, chị Tường thì quen ít người. Hả? Ít người yêu. Ít người yêu. Sự nghiệp thì chắc không bằng anh Quyền Linh. Gì nữa em? May mắn thì cũng có nhưng mà không bằng anh luôn. Chừng nào lấy được chồng? Tùy anh Quyền Linh quyết định. Sao vậy? Cái này được. Được cái này à, được. Nha, coi được à. Bây giờ ok. Ít người yêu. Cái vụ này cũng hay nè, coi tôi Cát Tường rồi. Bây giờ bạn thử thẩm định xem cái người này bên kia nói chuyện nãy giờ như thế nào. Về cái gì anh? Về con người. Về cảm nhận của cảm em. Cảm nhận như thế nào đó? Em nghĩ bạn bên đó cũng thật thà, cũng thẳng tính, thương ba mẹ. Không thương. Thương. Thương sao cho vay? Thương mới cho vay anh. Bây giờ nè, trước khi chị qua chị coi mặt bạn bên kia nè. Em không thích cái gì về người đàn ông? Em không thích người đàn ông mà hút thuốc lá. Sao vậy? Có hút không? Không. Như bụng bự nữa. Bụng bự. Đàn ông bụng bự thì sang có gì đâu. Đàn bà bụng bự cũng sang như thường. Ủa nhưng mà hút thuốc lá thì đàn ông chị thấy cũng hay hút thuốc lá lắm. Sao em không chịu cho đàn ông hút thuốc lá? Tại vì sau này về lớn tuổi á chị, thì cái sức khỏe không có tốt và nó yếu toàn tập luôn chị. Yếu toàn tập là yếu cái gì? Yếu từ A đến Z luôn chị. Là yếu gì? Từ A đến Z là yếu cái gì? Không thích yếu hả? Dạ không chị. Thích mạnh hả? Mà em, người tiêu chuẩn của em như thế nào? Tiêu chuẩn của em thì một người biết chia sẻ, cùng quan điểm, cùng chí hướng. Cho giờ coi kỹ cái chừng nào tôi lấy được chồng nè, coi lại đi.
Mà chắc coi sao chị ơi, chứ nãy em nói câu anh Quyền Linh quyết định, giờ nói vậy nó không chính xác. Bây giờ lo cho cô bên kia, lo cho cô này. Đúng rồi đó. Cô kia là lo được rồi. Được rồi, vậy bảnh ơi, chồng con quyết định cho. Rồi, bụng không có bự được rồi. Đôi mắt em là cửa ngõ tâm hồn, mắt đẹp lắm. Anh nghĩ rằng em hôm nay may mắn gặp cô gái này đấy. Cũng có cá tính dễ thương và mắt rất là đẹp, rất là sâu sắc. Mái tóc thì khác em, tóc em kỳ quá. Mái tóc thì sao chảy lạ vậy? Không có anh, tại vì em chỉ có hợp với kiểu này thôi nên em chơi kiểu này luôn. Rồi, cái màn lên. Chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện, để hiểu nhau hơn. Và 2 phút quyết định. 2 phút bắt đầu. À, anh có thói quen là hay tặng quà cho mọi người, em cũng không ngoại lệ. Ai cũng chúc em may mắn. Cảm ơn. Có thói quen hay tặng quà nữa. Cái ước mơ lớn nhất trong đời em là gì? Là gì? Em ước mơ lớn nhất của em là có một gia đình hạnh phúc. Anh cũng nghĩ vậy. Điều gì mà em sẽ làm đầu tiên sau ngày hôm nay? À, em về ngủ anh. Trời, nghe nó buồn dễ sợ. Nói chung là anh cũng có khả năng xem chỉ tay. Thì anh Quyền Linh nãy nói anh là người may mắn thì đó là điều cũng đúng. Nhưng mà em biết, em thấy có đúng vậy không? À, em không có biết coi chỉ tay, em chỉ toàn là người ta coi cho em không à? À, ý anh nói là người yêu của anh là người may mắn đó. À, người yêu anh đó hả? Ừ. Hồi nãy ông coi chỉ tay người ta rồi đó. Chứ ông tưởng ông coi tay tôi hả? Rồi sao? Hồi nãy coi rồi đó. Em có mấy bạn trai rồi, hồi nãy anh nói em là ít bạn trai đúng không? Em hả? Để em đếm. Trước giờ em chưa đếm. Từ nói chung là biết để ý trai á thì em để ý từ hồi lớp 5 á, bạn mới biết để ý trai rồi. Nhưng quan trọng là mình... Rồi hết giờ, bây giờ quyết định nè, nãy giờ là giỡn thôi đó, bây giờ thiệt nè. Nếu các bạn đồng ý hẹn hò, sau 3 tiếng đếm chúng ta hãy nhấn nút. Còn nếu không nhấn nút có nghĩa là chúng ta đã bỏ cái cơ hội hẹn hò với nhau. 1. Nhớ là bấm liền chứ đừng có tới 3 rồi không mình coi chỉ tay coi nên bấm hay không là trễ nha. 2. Và 3. Hết giờ. Thế là một nửa trái tim đã lỗi gì? Tại sao bạn không chọn mà anh này? Anh dễ thương mà. Em cũng không biết. Chắc là cảm nhận. Cảm nhận. Do cảm nhận đúng không? Dạ, em không có biết. Nói chung là chắc lẽ cái duyên, cái nợ từ tính sau. Nó chưa tới đúng không? Biết làm sao được, cái duyên cái nợ chưa tới thì chúng ta đành phải chịu vậy thôi. Nhưng mong hai bạn sẽ trở thành những người bạn rất là thân quen với nhau trong cuộc sống. Một nữa cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Chúng ta sẽ đến với phần quay may mắn. Đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Xin hạ màn. Bạn có đất để bên đây đo không? Ở dưới quê thì có nhiều chị. Dạ. Dẫn em về đo đó không anh? Mấy chút bấm chuông anh dẫn em về em. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Em chào chị Cát Tường. Chào em. Em chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Em chào tất cả các anh chị ngồi đây ạ. Xinh quá. Em cảm ơn chị. Em tự giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Kim Ngân, em năm nay 25 tuổi. Em là kỹ sư trắc địa. Kỹ sư trắc địa. Dạ, cái ngành của em là ngành của con trai á anh Linh. Đúng rồi. Dạ. Sao cái ngoại hình với cái công việc không thấy không có liên quan gì nhau vậy ta? Tại vì em học thì hồi xưa cũng là học ngẫu nhiên thôi chị. Rồi, mời bạn nam. Dạ, anh chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và các anh chị có mặt trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Trường Khánh Thị, là nhân viên văn phòng, là sinh sống làm việc tại quận 7. Bạn có biết là kỹ sư trắc địa là gì không? Trắc địa. Ừ, biết không? Nghĩa địa trắc đất.
Địa đất. Dạ. Chắc địa là gì? Chắc đo đạc nhiều. Đúng rồi, đo đạc về đất. Bạn khối đất để bên đây đo không? Dạ. Ở dưới quê thì có nhiều chị. Quê đâu? Dạ quê Long An. Long An hả? Có dẫn em về đâu đó không anh? Không, nếu chút bấm chuông anh dẫn em về em. Đất dưới của ai vậy bạn? Dạ đất dưới thì chắc của ba mẹ. Sao chắc đưa của ba mẹ chứ cũng chắc. Tên bạn này lạ, bạn đọc lại cái nè. Dạ, tên là Nguyễn Trương Khánh Thụy. Thụy. Thụy trong chữ Đỗ Thụy á anh. À Khánh Thụy đó. Dạ. Đỗ Thụy dày cơm đây, mỏng cơm đó. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ hôm nay em 27 tuổi. 27 tuổi, bạn bên kia 25 tuổi. Mấy người yêu rồi? Người yêu thì cũng ít thôi chứ không có nhiều. Ít là ít mấy? Một hay là chín? Dạ, cũng có ba người. Ba người? Dạ. Nhưng mà mối tình gần đây nhất là cách nhau cũng một năm mấy rồi. Ba cái cuộc tình như vậy, rút kinh nghiệm ra tại sao phải chia tay ba mối tình đó? Dạ, chắc tại em nhút nhát quá. Nhát đúng rồi, nãy giờ ngồi rung quá trời. Dạ đúng rồi. Dạ. Thế còn mình thì sao? Mình đã có mối tình nào chưa? Dạ, em có một mối tình hồi thời sinh viên chị. Có nhiều người đeo đuổi bạn không? Dạ thỉnh thoảng cũng có. Chị nghĩ là có nhiều đó chứ. Mình cũng nói chuyện vài ngày rồi thấy không hợp thì thôi chị. Mới vài ngày chưa hiểu trơn mà. Ráng cố gắng níu kéo chừng vài tháng mới hiểu chứ. Cũng có người buồn cười lắm, rủ đi uống cà phê xong rồi ngồi nói chuyện với mình cứ than. Dạo này anh khó khăn, anh làm không có tiền này kia kia nọ. Thế là em chạy mất dép luôn anh lên kì á. Đúng rồi, mới thà gặp nhau than khó khăn rồi. Bạn có gặp khó khăn không? Dạ cũng có, ít có than lắm. Ừ không có than nha. Dạ. Gặp phụ nữ đừng mà than khó khăn nha. Anh than là em chạy luôn đó. Than là chạy luôn á nha. Nhưng mà cũng có thể là anh khó khăn thật, nhưng mà đã mời em đi ăn uống rồi thì đừng có than. Chứ than xong rồi ly nướng đem uống vô em mắc cổ á. Đúng rồi, than nghẹn sao. Đúng không chị? Đúng, chính xác. Mình giới thiệu mình một chút xíu đi, ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, cái ưu điểm của em á là em chịu khó. Rồi em làm cái gì thì nó cũng phải tới nơi tới chốn. Cái nhược điểm là em hơi nóng tính, mà em hay có nỗi khùng mình em lắm. Ví dụ như là ai làm gì đó mà em bực bội, giống như trong công việc vậy, sếp em la cái em bực quá mà em không cự được. Thế là em vô toilet em đóng cửa lại, em ngồi trong đó em la ăn mình em vậy đó. Được, cái này được, không ảnh hưởng tới ai, chỉ ảnh hưởng tới toilet. Bây giờ ví dụ như đây đang ở đang bực mình anh Quyền Linh đi, đây đang ở trong toilet đi, bạn la sao, bạn la thử rồi. Thí dụ là bực mình anh Quyền Linh đó. Lúc đó là cái cảm xúc của em tự nhiên rồi em điên rồi em mới la được chứ giờ em cũng biết la sao. Mới gì tôi bực mình tôi. Ví dụ thôi, giờ la sao một mình la. Dạ thì la to lên làm mình làm cho cái bản thân mình mệt tới chị, em mệt tới là em hết điên à. Bạn bực bội gì, bạn làm gì thì giải tỏa. Bạn kia chui vô toilet la, bạn là chui vô đâu? Dạ em thường ra cái cầu của anh. Em la cái em hết rồi anh. Đừng nhảy xuống cầu nha. Đừng nhảy nha. Em không có đến nỗi là phải nhảy cầu. Bạn cứ những ưu khuyết điểm ta kể hết rồi, còn bạn ưu khuyết điểm thế nào? Ưu điểm của em thì vui khỏe, hòa đồng. Bạn nào buồn gặp em nói chuyện một chút xíu là vui liền. Nghe là được rồi đó, khoái cái gì mà nói là vui. Mình có cái gì vui vui không? Em thì em hát, cái này hát là chắc cũng không được vui cho lắm đâu. Ok. Nhưng em hát vài câu. Rồi. Dạ. Ôi túi xanh mộng mơ giống như tháng năm mong chờ, hứa duyên trao lời ngày anh về lứa đôi thanh hôn, tiếng đưa xuyến sao tâm hồn lòng dạt dào nhớ thương đau vời. Em chờ mong chờ đưa tới pháo hoa râu nồng mừng cô dâu trẻ vô quy, giáng sinh sánh vai bên chồng làng phấn hồng điểm tô mặt duyên, tương lai có nhau trong đời lòng gọi mời ngắm hoa trời mây. Đối đáp liền, hát bài đối đáp liền. Sao mà ngọt quá em vậy? Em thì ca hát dạ, em không hay. Từ hồi nhỏ thì ở nhà em, ba em rồi mấy bác hay có đờn ca tài tử á. Em nghe rồi em tự hát theo. Ủa quê mình ở đâu? Em ở Sóc Trăng chị. Dạ. Bạn sẽ đi tìm một nửa yêu thương của mình với mong muốn như thế nào? Nói chung là người phụ nữ cũng bình thường đó, tính tình ngoại hình cũng giống cỡ như Minh Hằng là được rồi. Trời ơi. Không, đó em nói vui thôi, người phụ nữ cũng dễ nhìn, vui vẻ, hòa đồng, biết suy nghĩ tới người khác, biết lo cho đình là được rồi. Những cái gì mà mình không thích ở người phụ nữ? Dạ, tính tình hay ghen, hay kiểm soát người khác quá nhiều. Là em không thích. Ghen, thương thì kiểm soát có gì đâu. Phụ nữ ai mà không ghen, bên này cô nói là ghen lắm nè. Nhưng mà em thì công việc có nhiều và đi giao tiếp nhiều, mà mỗi lần đi và kiểm soát anh ở đâu, chụp hình lại cho em biết, kiểm soát nhiều quá nên em không. Ủa vậy là bạn đã từng bị kiểm soát kiểu đó rồi hả? Dạ đúng rồi chị. Sao bên đó có ghen, có kiểm mình soát không? Mình ghen không? Em không có tới cái mức đó đâu anh chị. Chứ cái kiểu mà lúc nào cũng kiểm soát ngày giờ này kia thì giống con mình quá à. Em muốn đi đâu đi à, nhưng mà tới giờ cứ về cho em là được. Bây giờ ví dụ bây giờ chưa lấy nhau, mới là mình đang tìm hiểu đã. Dạ. Tự nhiên bữa đó anh đi mà bạn biết
ảnh là đang đi với cô khác, thì lúc đó bạn xử trí thì sao? Chắc em chạy tới em coi có hay không đó. Rồi nếu có thì sao? Có thì chắc là vô hỏi thẳng anh người này là ai rồi này kia nọ, hỏi rõ nguyên nhân rồi xem anh sẽ trả lời em sao. Chứ nhập nhằng hoặc là người ta nói không đúng thì em cũng không chịu. Tính em là thẳng thắn đâu ra đó. Bạn muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Ngoại hình thì cao trên 1m7. Tại vì em tới 1m67 lận. Đừng có mập, không bụng phệ, không khói. Đen đen chút cũng được. Dạ chỉ vậy thôi. Đụng chạm nha. Không anh Linh, anh đâu có mập lắm đâu, được mà. Còn mà có cái chuẩn hình mẫu lý tưởng thì sao không? Em nghĩ là cái mẫu của em là không có cần phải đẹp trai đâu, miễn cao cao hoặc là gầy gầy chút cũng được, là vậy là được rồi. Cái gì mà dưới dữ vậy? Chào chị. Anh cao nhiêu? Dạ con 1m69 rồi chị, chắc không bằng 1m7 như bên bển á, mới qua đâu đứng lên dòm dòm. Dạ sao ốm quá vậy, thiếu ăn hả? Không phải thiếu ăn mà tại ăn nhiều, mà tại nuôi nhan sắc em hết rồi chị. Vô nhan sắc hết rồi đó. Dạ là nhờ vô nhan sắc mà được vậy đó hả? Dạ đúng rồi chị. Không vô không biết làm sao ạ. Dạ. Đang ngồi hẹn hò à, bạn bị bạn gái tới ngay tại chỗ đó bắt gặp thì lúc đó bạn sẽ xử trí như thế nào? Dạ tới đó chắc em để bỏ trốn như hai con nữ nói chuyện đó. Bỏ trốn hả? Cũng chưa biết giải quyết sao á chị. Thì suy nghĩ đi, tưởng tượng ra khung cảnh đó giờ giải quyết sao? Tại em cũng chung tình, nó không nào có chuyện đó đâu chị. Đúng rồi đó, thì thà nói vậy đi, tôi nói chịu. Anh thấy là được rồi đó, ổn quá. À em đi với ai, có ai tới ủng hộ? Dạ không? Hôm nay thì chị em bận đột xuất cho nên là không có đến đây với em được, có mình em đây thôi. Chị tưởng nó có người thân em mà chị, mình trao đổi hai ba ý kiến vậy đó. Dạ em đi với cậu với mợ với hai đứa em coi. Dạ chào cậu mợ. Cậu mợ thấy sao? Mình thấy không cũng được, cái này là do cháu mình nữa. Rồi vậy được rồi, để anh qua anh coi coi bên kia sao nha. Còn vừa anh thông báo cho. Em chào anh. Dễ thương quá. Dạ em cảm ơn. Anh bên này anh hơi nhút nhát chút xíu. Nãy giờ anh ngồi bên đây mà anh tay rung rung rung, nắng bóp bóp tay hoài luôn. Đừng có hù anh nha, đừng có la nha. Em bên này cũng hồi hộp lắm nè anh. Hồi hộp hả? Dạ. Tưởng tượng anh bên kia thế nào? Em hồi nãy em bảo cái cao cao gầy gầy mà dưới thấy mọi người cười quá, em nghĩ chắc là giống vậy quá. Giống vậy hả? Dạ. Y như em luôn á, bụng không có phệ. Kéo màn lên, các bạn sẽ có 2 phút để gặp mặt, trò chuyện để hiểu hơn về nhau, để xem có tiếng sét ái tình hay không. 2 phút bắt đầu. Em chào anh. Chào em. Dạ. Hồi nãy nghe tiếng hát của em rất là hay. Em cũng hay thích nghe hát lắm. Dạ. Nhưng mà anh có nghe đờn ca tài tử không? Cũng có em. Nhưng dạ. Mà cũng thích nghe nhạc trẻ hơn. Dạ. Nhưng mà sau chương trình này chắc anh cũng chuyển sang nghe tài tử nhiều. Anh sống ở trên này lâu chưa? Anh sống cũng 4-5 năm rồi. Mình sống ở đâu anh? Anh sống ở quận 7. Mình sống một mình thôi hả? Đúng rồi, còn em? Em thì em cũng sống ở đây cũng 8 năm rồi, gia đình em ở đây. Dạ nhưng mà em muốn lấy vợ về ở đâu anh? Lấy vợ thì mua nhà ở trên thành phố này em. Có tiền mua chưa em? Dạ, tích góp chắc cũng được nửa căn rồi chị. Tối em có thường đi đâu chơi không? Dạ cũng ít. Tại vì ở trên này em không có nhiều bạn, mà bạn bè em thì toàn ngành này toàn mấy anh nam mà có vợ trơn rồi. Em có thích đi xem phim không? Dạ có, xem phim, ăn uống, hát hò gì đấy em vẫn đi. Vậy chúc em bấm chuông đi, hai đứa mình tối nay đi xem phim. Dạ, ok. Còn công việc của anh thì sao? Anh thì là cũng làm giờ hành chánh. Nhưng mà anh làm về mảng nào ạ? Anh làm về xuất nhập khẩu. Xuất nhập khẩu, dạ. Quận 7 hả anh? Đúng rồi, dạ. Em ở quận mấy? Em ở Bình Tân lận. Bình Tân hả? Xa lắm, có đi nổi không? Không em. Ở điểm nổi hả? Có, đâu xa, em trong thành phố là anh đi nổi hết à. Anh làm em cũng hồi hộp quá à. Cũng muốn hồi hộp cũng chết luôn nè. Anh nghĩ tình yêu xuất phát thì sự chân thành, đừng có giả dối với nhau. Có sao mình cứ nói vậy. Chân thành nhưng mà phải chung thủy nữa. Chung thủy là anh có, nãy mới nói em. Anh có cái khuynh hướng bạo lực gia đình không? Không em. Bạo gì nổi với em. Anh thường bị gái quýnh nhiều chứ anh không quýnh gái rồi. Cho anh nói một câu nữa đó, anh nói gì đi. Thôi mình bấm chuông ha em. Không có nói câu đó nữa. Nói đó cắt chuông luôn á. Thật ra em người con gái rất là xinh, rất dễ thương. Cảm ơn. Anh rất thích em. Cái chuyện mà em la hét trong phòng anh không sợ hả? Không em, đó là chuyện bình thường mà. Em la có mình em, anh đâu có nghe đâu, anh biết. Em ốm em mà lấy chồng vậy em bật là em la vô trong lỗ tai anh đó, chứ em muốn vô phòng la nó đâu. Vậy sao? Anh cũng thích nghe người ta la lắm em. Được, được.
Được à? Cũng phải vậy chứ. Phải vậy đó. Suy nghĩ thật kỹ nha. Để tay nút bấm đi. Cái nút đầu lên. Trời đất ơi, tự tìm đi. Một, hai, ba. Hết thời gian. Hai người nắm tay nhau đi bạn. Anh thấy hôn em được không? Dạ thôi, cái chuyện em đây em ngại lắm. À đúng rồi, để chốc ra em hôn anh nha. Một cặp vẽ xem phim. Thằng các bạn sẽ có thêm thời gian để tìm hiểu nhau. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn có những khoảnh khắc thật là ngọt ngào với nhau. Dạ, cảm ơn chị. Quen mối tình đó bao lâu? 5 năm ạ. 5 năm? Dạ. Tại sao chia tay? Dạ, ảnh không cưới. Tại sao con trai mà thích mặc áo bông? Thì mình nghệ sĩ mà như thế này cái gì đó nó không chắc này. Tôi cũng nghệ sĩ, tôi đâu có mặc áo bông. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Hả màng. Mời bạn nam. Chào anh. Chào chị Cát Tường nè các bạn. Mời bạn ngồi. Dạ. Dạ em tên Đặng Kim Hoàng. Đặng Kim Hoàng. Dạ. Năm nay em 35 tuổi. Làm nghề gì bạn? Dạ em làm kỹ sư điện tử và làm kỹ thuật âm thanh. Hai nghề. Rồi Kim Hoàng 35 tuổi. À và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào bạn, bạn tên là gì? Em là Lê Thị Như Quý ạ. Em là nhân viên văn phòng. Quý năm nay bao nhiêu tuổi? 32 tuổi. 32. Trước giờ có nhiều mối tình chưa? Nhiều hơn một ạ. Nhiều hơn một. Dạ. Là hai hay là chín? Dạ thì người ta nói là những cái na ná tình yêu thì nó có nhiều nhưng mà tình yêu thì chỉ có một. Nên em thấy là em quen nhiều hơn một người nhưng mà không biết cái nào là tình yêu nó là bao nhiêu. Nên em không biết, em chỉ biết là nhiều hơn một thôi ạ. À. Không biết trả lời ghê nha. Nhưng mà như thế nào mới là một tình yêu thật sự? Một tình yêu thật sự á là một cái người mà có thể san sẻ, hiểu mình và chấp nhận chính con người mình chứ không phải những cái điều mà bạn ấy thấy. Em thì dễ gần, thân thiện, hòa đồng. Ưu điểm thì phải do người đối diện cảm nhận chứ bản thân mình thì không thể nói được. Em là khá là nóng tính. Khi nóng lên thì hầu như là ít tiết chế được cái cảm xúc thì thường sẽ nói lớn hơn, nhanh hơn, khiến cho người đối diện cảm thấy là không có được vui lắm. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà mối tình thì xưa thì chỉ có hai mối tình. Mối tình thứ hai thì cũng gần đây, cũng khoảng 2 năm nay. Nói chung là người đó cũng ghen quá. Bạn bè, đồng nghiệp công ty em á gọi đến hay như thế nào đó, bắt đầu là cứ ghen rồi này kia, hai đứa đâm ra hay cãi nhau lắm. À, bạn có thể nói về một cái mối tình nào mà bạn ấn tượng nhất? Thời gian mà em vừa mới vào lập nghiệp ở Hồ Chí Minh á thì em có quen một đồng nghiệp trong công văn phòng. Làm chung lâu ngày thì nảy sinh tình cảm. Quen mối tình đó bao lâu? 5 năm ạ. 5 năm? Dạ. Tại sao chia tay? Dạ, ảnh không cưới. Vậy là trong 5 năm đó bạn có khi nào tỏ cho ý cho anh biết là bạn muốn kết hôn không? Dạ có. Nói thẳng hay là nói mấp mé? Nói thẳng chị. Rồi anh trả lời sao? Tại vì bây giờ là phải lo sự nghiệp trước. Anh đó nhiêu tuổi? Dạ hơn em 2 tuổi. Hơn 2 tuổi cũng 35 rồi, còn gì nữa mà sự dạ, nghiệp gì rồi. Nữa chị không tin đâu, hay là anh có một người phụ nữ khác nữa? Vậy cái đó phải hỏi ảnh. Bây giờ bạn muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Một người đàn ông có trách nhiệm và có ý định lập gia đình. Bạn mong muốn bạn gái mình phải như thế nào? Cao cũng khoảng 1m65 gì đó. Hiền, đàng hoàng, biết lo cho gia đình. Có tính toán con đường hôn nhân sắp tới chưa? Dạ em cũng có tính chứ, mình cũng lớn tuổi rồi, mình cũng phải tính cái gì đó cho gia đình chứ. Nhà bạn ở đâu? Quê em thì ở Phú Yên rồi, chứ mà giờ hiện giờ em đang sống và làm việc tại quận 12 anh. Quận 12 là nhà của mình luôn hả? Không, em ở với nhà chị. À, ở nhà bà chị, ví dụ bây giờ cưới vợ thì về ở đâu? Chắc lẽ nếu mà cưới vợ thì mua nhà. Những cái gì mà bạn cho rằng tật xấu của bạn không thể bỏ được? Nhiều lúc tính em cũng còn nít lắm, với lại hay giận vu vơ. Nhưng mà lại mau quên lắm, bỏ qua như không có đau bụng. Ưu điểm của em thì nấu ăn giỏi, với lại em chơi được nhiều nhạc cụ. Có hát được không? Hát thì chắc em cũng hát cũng dở chứ không được hay. Tại sao con trai mà thích mặc áo bông? Thì mình nghệ sĩ mà những cái làm cái gì đó nó mang tính chất nghệ sĩ. Tôi cũng nghệ sĩ, tôi đâu có mặc áo bông. Thường thì một người phụ nữ mà quen một mối tình mà 5 năm rất là lâu, nhất là cái tuổi xuân của mình, thì lúc mà chia tay bạn có bị thất tình không?
Khi em bị thất tình thì không biết thế nào hết. Tại vì ở xa nhà cho nên hả, giải tỏa bằng cách là mua sắm, ăn uống. Và cái việc ăn uống vô độ nó khiến em chịu một cái hậu quả khá là lớn. Hậu quả gì em? Đó, tăng cân chút đó. Dạ không chút. Nhưng mà không sao, vậy dễ thương. Tăng bao nhiêu cân? Gần 20 cân ạ. Khủng hoảng nhất là bao nhiêu ký? 75 ký ạ. Rồi bây giờ là còn nhiêu ký? Dạ 63. Thôi thôi, xuống cũng được hay hả? Rồi hy vọng giảm được bao nhiêu cân nữa? Dạ, theo như bố em chắc là phải thêm 5 cân nữa. 5 cân nữa thôi, vậy mất miếp cũng được rồi ha. Dạ. Anh kia tính nghệ sĩ lắm. Dạ. Bạn có thích nghệ sĩ không? Mọi cái em đều thích ạ. Nghệ sĩ có máu khùng lắm á. Người ta nói thường thiên tài chứ hay khùng. Phải không? Vâng ạ. Không biết bên đây có tài không mà. Bạn không thích cái điểm nào ở người đàn ông? Đừng có quá ngớ ngẩn, với lại đừng có khoe khoang quá. Anh này nó chơi được rất là nhiều nhạc cụ, bạn có biết làm gì về nghệ thuật không? Dạ không ạ, nhưng em thích nghệ thuật. Hát một đoạn, đồng ý không quý vị? Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu thương cao vợi vời, 20 năm cuối là bao. Chào chị. Chào bạn. Dạ. Ủa anh cao bao nhiêu thấy cao quá vậy? Cao 1m8 vậy. Hả? 1m8. Hèn chi tôi nhìn là thấy cao rồi. Bạn không thích cái điều gì ở người phụ nữ? Dạ thì em không thích phụ nữ như là trang điểm lè lẹt, hoặc là sao không tan chân, nhuộm tóc. Không thích rồi đó. Không. Với lại em không thích phụ nữ mập. Ủa sao vậy bạn? Mập nhìn mướt mít dễ thương chứ. Sao không thích? Giờ ta đang trên đà giảm cân, có nghĩa là người ta bị một cái cú sốc người ta mới mập. Muốn lấy vợ chưa? Muốn thì cũng muốn, nhưng mà với điều kiện phải tìm đúng đối tượng chị. Cũng khó chịu lắm nè. Em thì cũng kỳ tính kỳ lắm á. Dạ. Không có thích mập. Dạ. Hôm nay bạn đến đây với ai? Dạ em đi với mẹ. Dạ chào cô. Cô chào Quyên Linh và Cát Tường. Theo như cô ở Huế vào á, cô thấy được. Bây giờ anh đó anh nói anh không thích. Dạ anh không thích phụ nữ mập. Theo như cô thấy cháu đấy nói không thích là những cái là loè loẹt, rồi sao mùng tay hoặc là mập. Mà cái điều đó là con cô là hiện tại chỉ là như vậy á. Mà theo cô nghĩ là cái đó cái để nó là tự nhiên á, rồi sau đó sẽ gặp nhau rồi cái duyên là nó đến thôi. À, cô có nôn có rễ chưa cô? Ừ, nôn cô nôn lắm. Bữa cô nghe anh cháu nói lên chương trình á, cô bay vào à? Dạ. Cô bay từ Huế vào để xem á hả? À, để khuyến khích cháu mới vào cái hôm. Nhưng mà tại sao tôi không hiểu tại sao bạn lại không thích gọi là sông tay không chân? Cái đó phụ nữ người ta làm điệu mà, sơn nó đẹp mà, để sơn lên nó đẹp mà, không có gì đâu. Tại em thích đẹp mà nhẹ nhàng á, đẹp mà dịu dàng, đừng có chói ló à, được rồi. Nhưng mà gặp đi, ánh mắt sẽ quyết định tất cả. Rồi, chúng ta chuẩn bị cái màn lên. Hai bạn sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. Anh, theo như em thấy những gì anh nói hồi nãy chắc là em không đạt được cái điểm nào rồi đúng không? Người ta nói em là có tướng phú quý đấy anh. Đó. Người ta nghệ thuật là thích màu mè với lại xinh xinh đúng không? Mà anh không thích màu mè. Anh thì anh cũng tiếp xúc quá nhiều rồi. Tiếp xúc người ngang ngán đúng không? Đúng rồi, anh lại... mở nhiều nó cũng ngán. Thì là thời gian rảnh rồi anh hay làm gì? Rảnh rồi thì anh cũng hay nghe nhạc. Tại sở thích của anh là disco và rock. Disco và rock. Anh thường anh thích ban nhạc rock nào? Scorpion. Hoặc là như là... Giờ tự nhiên anh quên mất. Ok, cái đó là từ từ. Tại vì em cũng khá là thích rock. Nếu mà không có Thành thì có thể mình sẽ vui vẻ đi nghe rock nha. Em cũng có một cái bạn một nhóm bạn cũng khá là thích rock. Anh rảnh tôi dẫn đi rock mía chơi. Quan niệm tình yêu của em là như thế nào? Quan niệm của em nó chỉ đơn giản thôi. Em yêu người mà em yêu, em ghét người em ghét, nhưng em sẽ không ghét người em đã từng yêu. Không biết anh với anh thì có vấn đề gì hay không? Anh chỉ mong muốn tìm người yêu người đó rất là cảm thông chia sẻ là được. Anh chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Chung tình, cái đó chắc em có thừa đó. Nhưng mà không biết là... Anh rung trước một bóng hồng đang nổi bật ở đây đó. Chắc nổi quá em rung, chắc nổi em rung. Rung chứ còn gì nữa, nhìn không dám nhìn vô mắt người ta. Thấy người con gái bản lĩnh chưa? Quý phái bản lĩnh chưa? Em đừng có rung. Nhận xét bạn nam là người như thế nào?
sở thích và là cái quan điểm nhận xét của mỗi người thì ai cũng có cái riêng. Có hơi tiếc một chút xíu là em lọt vào trong cái top mà anh không thích. Rồi bạn trai cảm nhận bạn gái thế nào? Này cũng được. Nhưng mà hơi mập thôi, có gì đâu. Vẫn giữ quan điểm là không thích mập. Dạ. Yeah. Không thích mập. Người ta nói hữu duyên thiên lý thì năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Anh em mình gặp nhau cũng là có duyên, hy vọng sẽ là còn có duyên gặp lại anh nữa. Này mà không khoái mập tôi thua gì cũng thua chứ. Nói vậy thôi chứ. Giả bộ thôi chứ. Mặt xanh lè. Hết giờ. Mời con trai đặt tay lên nút bấm. Bấm hay không bấm tùy quyền của hai bạn. 3 2. Một. Hết thời gian. Đó, mặt cỡ kìa. Phỏng vấn một chút, phỏng vấn cặp này một chút. À, tại sao hồi nãy anh nói là anh không thích mập mà cuối cùng anh vẫn bấm chuông? Dạ thì thời gian cứ hai đứa tìm hiểu từ tính sau, có thể nó cũng khắc phục được mà. Thường phụ nữ mà khi nghe người đàn ông nói mình không có phải cái chuẩn của họ thì mình sẽ cảm thấy mình bị tổn thương, mình chạm cái lòng tự ái của mình chẳng hạn. Tại sao bạn nghe ảnh nói vậy mà cuối cùng bạn vẫn bấm? Thì em cảm thấy mỗi người đều có quan điểm riêng của mình. Còn cái việc bấm thì em chỉ nghĩ là mở cho người khác cánh cửa cũng như là mở cho bản thân mình cánh cửa. Thí dụ như bây giờ anh hồi nãy anh không có bấm, một mình bạn bấm thôi thì sao? Dạ cũng không sao à. Đón nhận người ta không đón nhận mình. Đó là mỗi người có một cái quyền riêng. Và cái việc đó cũng không ảnh hưởng gì. Rất hay. Thay mặt chương trình gửi tặng các bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Tặng hai bạn một món quà, vé xem phim. Hy vọng là các bạn sẽ có thời gian tìm hiểu hơn. Và tôi tin chắc rằng một thời gian không xa, bạn Kim Hoàng sẽ thích mập. Mình nắm tay nhau một cái đi anh. Nắm tay nhau đi. Gì vậy, nắm tay phải bắt tay đâu à. Đi luôn. Mời hai bạn xem phim. Bên đây em muốn tìm người bạn gái thế nào? Biết quan tâm, chia sẻ, nói một lần hai lần, đừng có càm ràm nhiều quá. Em có tính càm ràm á anh ơi. Chút ơi, cho cổ nói nãy giờ cổ nói em nói ít quá. Em nói dở lắm anh. Kệ nó, hát vui là chính thôi. Tạo không khí cho cổ yên tâm vậy mà. Bài gì cũng được. Em hát à? Rồi. Sợ lắm kêu ai tìm dài khờ. Sợ lắm từng đêm tối ướt bờ mi. Tình anh đã luôn bình yên, vẫn trong tim không nhạt phai. Mặt tựa giang, anh vẫn yêu em mãi ngàn năm. Bây giờ quá phải không? Ngồi yoga không à? Ngồi yoga không hả? Bấm nè, hiền không á. Sao anh quản lý mà anh rung dữ vậy anh? Rồi có hai người là anh có nói nhiều không? Cô này là cổ thích người nói nhiều hơn cổ một chút, cổ ít nói lắm. Cô hiền dữ lắm. Đẹp lắm à. Em nói nhiều không chị? Nói nhiều lắm ha. Là đám đông thì rung thôi chứ hai người thì không rung phải không? Rồi vậy anh có chủ động không? Có, em chủ động. Có hả? Thì nãy giờ chưa thấy chủ động. Vậy lát kéo màn lên phải chủ động nha. Chị Tương kiểm tra cho em ảnh có mũi cao không chị? Cao vừa đủ xài. Ờ cười của ảnh dễ thương không chị? Anh nãy giờ đâu có cười đâu, anh rung muốn chết, anh có cười đâu mà biết. Rồi cũng được, không có hô, yên tâm. Thêm chị Tường ơi. Gì nữa? À, kiểm tra cho em là ảnh sạch sẽ không chị? Người thì đen chứ không có trắng nhưng mà sạch sẽ. Cảm ơn chị Tường. Trời đất ơi. Hình thức là coi như là người đi làm chứ không phải là dạng bóng bẩy. Dạ. Dễ thương quá. Ủa em sợ đàn ông ở dơ lắm hả? Em không có sợ đàn ông ở dơ mà em sợ là cái người đó không có biết chăm lo cho bản thân của họ thì sẽ không có chăm lo được con cái và vợ. Em không thích đàn ông gì nữa. Vui hơn tí và phải chủ động hơn. Thôi để chút gặp nhau để cảm nhận nhiều hơn ha. Dạ. Chứ nãy anh cũng đang hồi hộp, nhiều khi gặp em hồi hộp hơn. Hôm nay nhà gái mình đi với ai? Em đi với ai nè? Dạ em có ba em, anh em của em, hai người trong công ty nữa. Chung là cả gia đình luôn. Nói chung cả nhà như cơ quan luôn á. Xin chào anh Quyền Linh. Dạ. Chào Cát Tường. Nãy giờ nói chung là cũng thấy anh Đạt bên này thì cũng chững chạc. Hai con thì thấy cũng hợp đấy. Ba cũng mong muốn đến chương trình này, hai con phải cho một cơ hội để tìm hiểu.
đi đến hôn nhân là cái điều chính nhất. Dạ, tại nãy giờ thấy là bạn gái là toàn muốn tìm tiêu chuẩn là phải giống như là ba. Dạ, à, bên đây Đạt là nó cũng có tương đối là không giống hút thuốc nè. Dạ. Cờ bạc thì không thì được rồi, hai điểm điểm đó là đủ lo cho gia đình tốt rồi. Dạ. Ừ, đấy. Dạ, con chào bác ạ. Dạ, chào con. Dạ, bác nếu như con có lấy con gái của bác thì con sẽ chăm sóc chu đáo cho con gái của bác ha. Mình phải làm một cái bờ vai mạnh mẽ như vậy mới gọi là xứng đáng tấm chồng để mà người phụ nữ tin cậy. Rồi, cảm ơn bác ạ. Rồi hôm nay Đạt đi với ai? Vợ chồng em gái, em trai với mấy bạn hả chị? Em ruột á hả? Em ruột. Dạ, em chào Vương Linh, chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Em thấy chị bên này cũng dễ thương, hiền lành, thì em thấy hai anh chị hợp nhau. Nếu có cơ hội thì anh chị cho cơ hội đến với nhau. Dạ, cảm ơn. Thôi bây giờ kéo màn lên cảm nhận thôi. Quan trọng là hai bạn đó. Bắt đầu. Đó, chủ động đi ta. Dạ, em xin chào anh. Dạ, anh có cảm nhận gì về em không ạ? Anh cảm nhận là em rất đẹp á. Em đang làm ở đâu? Dạ, em đang làm ở Bình Thạnh á. Gia đình anh có mấy người vậy ạ? Gia đình anh là có 4 anh em. 4 anh. Anh là con thứ mấy? Anh có một anh đầu, anh thứ hai, anh thứ ba á, và anh thứ ba. Còn hai đứa em nữa. Dạ, cũng giống như em. Cho em hỏi gia đình, công việc và bản thân của anh á, anh sẽ phân bố thời gian của mình thế nào? Anh là ưu tiên cho gia đình trước. Dạ. Xong tới công việc, xong tới bản thân. Bình thường thì anh làm á, sau giờ làm thì anh làm những gì? Sau giờ làm anh còn làm thêm một số việc nữa. Anh là bên cơ khí cho tàu máy. Dạ. Anh làm xong là anh về, anh làm cho cái xưởng của bạn anh nữa. Anh làm giờ hành chính từ 7 giờ đến 4 giờ chiều. Khi mà nếu không có hẹn thì anh làm tới khoảng 8-9 giờ anh mới về nhà. Đó, cái đó là bình thường, còn nếu mà có tình yêu rồi thì anh sẽ dành thời gian thế nào anh? Lúc đó các từ việc bận thì anh sẽ thu xếp trước hoặc là gặp sau, quan tâm tới người yêu sau. Còn nếu từng đó nào, nếu như là không có việc bận thì anh sẽ bình thường thì là quan tâm tới người yêu. Anh có phải là người khô khan không anh? Em không cần phải lãng mạn lắm, em ở cần thực tế, nhưng mà mình phải biết tạo dựng cái niềm vui cho em quá. Anh là người ít nói thôi chứ anh cũng lãng mạn lắm, anh không khoan. Anh lãng mạn thì anh làm những gì cho em, giả sử như vậy ạ? Sinh nhật thì anh có thể làm việc bất ngờ, là chúc mừng sinh nhật bất ngờ em, hay là tặng món quà hà hoa này đó. Phụ nữ thì thật rất thích tặng hoa. Nhưng mà nãy giờ em toàn là chủ động em nói với anh không à. Anh có gì anh hỏi về em không? Cảm nhận của gái là như thế nào, nói luôn đi. Anh cảm nhận em là một người nói chuyện rất hay. Dạ, không biết sao hôm nay em lên nói chuyện cũng bản tự nhiên đây. Thôi cô ấy bản lĩnh đấy, rất rõ ràng đấy. Em thích người bản lĩnh hơn em. Anh có cái gì muốn hỏi em nữa không? Chứ nãy giờ em chưa có muốn thấy anh hỏi gì. Đàn ông phải bản lĩnh lên, chứ ngồi im hồi ta không nghĩ bản lĩnh, ta nghĩ bản lề là mệt lắm. Em là một người rất là nói chuyện rất là hay. Ừ. Cá tính là rất là mạnh mẽ, với lại là một người là có kiến thức xã hội rộng á, hiểu biết nhiều, hiểu rộng. Em có thích cô gái ngồi đối diện mình không? Thích anh, thích. Trái tim có rung động không? Dạ có. Anh thì không thích, không có lại một cái cách là tôn thờ một tình yêu dạng chặt đánh. Anh hy vọng anh thấy em rất hợp, anh hy vọng là anh có thời gian để tìm hiểu em nhiều hơn. Vậy thôi đó. Dạ. Hồi nãy anh nói anh thích chủ động, bây giờ anh đứng lên. Nãy giờ người ta hỏi không à. Anh đứng lên anh tiến tới. Lãng mạn. Thế anh xin nắm tay, anh nói một câu một gì đó, nó cái cảm xúc của anh hiện tại, hay là anh đang cảm thấy người ấy như thế nào. Rồi mình về chỗ mình quyết định có bấm nút hay không. Chứ anh tiến tôi tới, như vậy chắc tới. Anh không được bấm quá. Giá như bây giờ trời đổ mưa, hai đứa mình không có áo mưa, nắm tay chứ đâu phải mình phanh tay. Đi lang thang ngoài mưa, tặng hoa ngoài mưa gì đó. Lãng mạn một câu. Anh rung quá đen, anh bấm độn nãy giờ anh chưa động thổ được. Bình tĩnh ấy anh, tại vì em lên đây em trước là em rất là run, nhưng mà lên đây rồi không có gì mà phải run á. Anh phải bản lĩnh mới giữ được em. Nói đi, nói. Trời cho nó nắm tới sáng luôn á. Anh chưa bao giờ hồi hộp như ngày hôm nay. Nắm tay mà hồi hộp của anh mong muốn ngày đó sẽ tới. Gì đó. Nói đi. Anh chưa bao giờ hộp như ngày hôm nay. Em mong muốn ngày hẹn hò sẽ ngày đó sẽ tới. Được rồi anh. Rồi. Được rồi anh lên, anh run quá. Rồi kịp quá. Rồi hết này gian. Chắc cũng nhát gái lắm đây. Rồi để tao nút bấm đi các bạn.
Có thể trước đám đông người ta nhát vậy thôi, nhưng khi về cuộc sống gia đình hai người thì người ta không như vậy đâu. Bây giờ là giờ phút chúng ta lắng động, suy nghĩ lại để nghe, cảm nhận nhịp đập trái tim của mình. Nhắm mắt lại để hình dung về cái người bên kia. Có thật sự là một cái người mà mình đang mong muốn, có cho mình một cái cảm giác gì đó an toàn để có thể gửi gắm được cái tình cảm của mình hay chưa. Suy nghĩ thật kỹ nha. Cái quyết định bấm hay không bấm nó quan trọng lắm. Có thể nói là nó thay đổi cả cái vận mệnh của mình, tình duyên của mình đó. Một, hai, ba. Hết thời gian. Tôi cứ lo, tôi phải nói giúp cho bạn đó. Có hay tôi nói giúp không? Sợ cổ không bấm. Đáng đêm trai, cô gái này rất là bản lĩnh đấy ha. Lấy được cô vợ thế này là phải nói cũng tốt lắm. Nhưng mà hãy cố gắng gọi là mạnh mẽ hơn chút xíu nữa. Cô ấy cần một sự mạnh mẽ bằng ông, giống như là ba cô gái nói cần một sự mạnh mẽ lên em trai nhé. Không, thật ra chị nghĩ ảnh chỉ ít nói thôi, chứ còn đó là cũng là một mẫu người đàn ông để có thể dựa dẫm được. Đấy, hai người hợp đấy. Hợp. Đẹp trai đẹp gái. Đây là chiếc vé xem phim của cụm đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Một mát TV 50 inch trị giá 9.800.000 đồng. Dòng TV cao cấp của công ty Pana TV Việt Nam được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Nếu hai bạn tiến tới hôn nhân thì bạn sẽ nhận được TV 50 inch. Chúc mừng các bạn. Nhưng mà nhân tiện đây thì Tường cũng muốn bạn trai hứa một câu gì đó với bác Nội. Hứa với bác là con. Hồi nãy là chưa bấm nút, bây giờ bấm rồi. Mạnh hứa mẽ đi. Gì đó. Ai người cha ta rất thương con gái mà người ta đang cũng rất là lo lắng. Con hứa là con sẽ mạnh mẽ hơn nữa đó. Quan tâm chăm sóc với em nhiều nhiều hơn. Giờ nói xong thở ra. Nhớ bạn ấy tên gì không? Thanh Thảo à. À hay quá, tưởng luôn. Cảm ơn anh rung á, bên đây hồi hộp á. Rồi. Chưa hôn nhau không được xuống. Xin bác trai đi. Hả? Xin bác cái này nói. Bác trai cho con hôn nhé. Lớn lên bác chưa nghe kìa. Dạ con thưa xin bác trai con hôn em. Mạnh mẽ lên. Bác kêu mạnh mẽ lên kìa. Dạ thưa con bà. Dạ thưa bác trai, cho con hôn em Thảo. Rồi đó, bác nói rồi kìa. Dạ em cũng có lời cảm ơn đến anh Linh, chị Tường cùng quý vị khán giả và ban tổ chức đã tạo cho em đến một cái sân chơi tìm người tương lai của em. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Nhớ đám cưới mời anh nha. Anh cố đi ngang Quy Nhơn đi về Bình Định luôn. Nhà anh ở đó mà. Rồi, hai bạn đi thoải mái đi tâm sự đi. Bạn nam có sợ bạn gái hơi dữ không? Cái tính như vậy thì tốt chứ gì. Trời ơi. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em rồi. Mời bạn nam. Chúng ta sẽ nghe bạn nữ giới thiệu về mình. Em tên là Hà Thu Thảo chị. Em đến từ Tây Ninh và năm nay em 25 tuổi. Và em đang sale chị, sale bảo hiểm. À, mời bạn trai. Mình tên là Phan Lý Đại Hải. Mình là quản lý nhà hàng, năm nay mình 29 tuổi. Phan Lý Đại Hải hả? Dạ. Tên nghe kêu quá nha. Quê ở đâu Hải? Quê em ở thành phố luôn ạ. Ưu điểm là gì nè? Ưu điểm của Hải thì giao tiếp tốt, hát tốt, nhảy được. Wow. Ông ấy hát bài nhảy một đoạn đi em. Hát thì em có thể hát được liền bây giờ. Nhưng rồi, mà nhảy thì chắc để dành riêng cho bạn nữ thôi. Chút nữa kéo màn lên là nhảy cho bạn nữ xem nha. Nãy giờ bạn khoe nhiều cái tốt, nhưng thấy còn cái tốt nữa. Bạn ăn tốt, bạn không nói nữa. Làm nhà hàng ăn dữ lắm hay sao vậy? Ủa mập lắm hả? Không có mập, vừa vừa thôi, tròn chút xíu thôi. Không ấy giờ hát đi, cứ hát đi rồi mọi chuyện bỏ qua tính sao. Hát đi. You're just too good to be true. Can't check my eye off you. I long last love, alright. Thank God I'm alive. Ah!
Ủa sao vậy? Ủa vậy rồi hả? Thôi được rồi, được rồi. Nãy giờ em nghe giọng anh Hải hát rồi em cảm nhận như thế nào? Giọng anh ấm. Ấm hả? Dạ. Thì cũng hát tiếng Anh nhưng mà em nghe tưởng tiếng gì. Em có biết nhảy không? Dance box không? Em không biết dance box chị. Nhưng mà em nhảy được cái khác. Em nhảy cái gì được? Em nhảy sexy dance. Sexy dance. Wow, nhảy sexy dance nha. Ờ, em nhảy thấy rồi, hiện đại. Ưu điểm của em là gì nè? Ưu điểm của em là tự tin. Thích năng động. Thích xem đá banh nữa. Cũng biết nấu ăn. Vậy là tốt rồi. Những cái mặt còn hạn chế của mình? Dạ em thì hơi nóng tính. Với lại cũng khó tính nữa. Với lại là cũng hung dữ. Hung dữ? Bạn nam có sợ bạn gái hơi dữ không? Dữ xong sợ xong sợ. Cái tính như vậy thì tốt chứ gì? Ông nghe hung cái ông tốt liền à. Hồi đó giờ tôi mới thấy đàn ông nói con gái mà tính nóng hung dữ là tốt á. Bạn chọn mẫu người lý tưởng như thế nào mới phù hợp với bạn? Bạn chỉ là một người năng động. Có tính cách nó hơi hướng ngoại một tí. Vậy là chắc có lẽ là hợp với bên đây rồi. Dạ hợp quá. Em rất là năng động. Có cái hình mẫu lý tưởng gì không Hải? Trước giờ em chỉ thích có một người đó là Celine Dion. Thì một người rất là tự lập. Gặp tất cả các sự cố thì họ có thể đứng ra tự giải quyết. Thì hai người chỉ hỗ trợ với nhau chứ không phải là che chở lẫn nhau. Chiều vậy cao. Cần ngoại hình thì hướng thể thao là ok. Vậy là coi như đạt chuẩn rồi đó. Cái mẫu người lý tưởng của em sao? Tại vì em cũng cao khiêm tốn nên muốn bạn trai cao tầm 1m7 được rồi chị. Bên kia thì chị không biết có 1m7 không mà chị đoán có vẻ hơi mập đó. Đừng có ốm quá cũng đừng có mập quá. Không, thí dụ dư dư một chút. Đừng bụng phệ quá được chị. À, bên đó có bụng phệ không? Cái này chút kiểm tra mới biết. Rồi vậy chắc có rồi quá. Rồi chưa dám nói. Thôi, còn gì nữa không em? Đừng đổ hói chị. Hả? Còn gì nữa không em? Dạ vậy được rồi chị. Có những cái gì mà em không thích về người đàn ông không? Dạ có chị. Lăng nhăng, gia trưởng quá là em không thích. Rồi để dạ. Chị qua chị hỏi dạ. Thử ha. Không cũng được, không đến nổi. Hơi ấy. Hóp cái gì ông ơi, tôi mới để cái tay vô vậy không hóp vô. Gì? Dù có hóp cũng hơi rớt ra ngoài chút đỉnh. Mặt trai à, đẹp trai à. Được. Đẹp trai phong độ, được. Chắc được. Khỏe chứ bộ. Thôi, ba phân cũng du di được, không đến nổi ha. Có gia trưởng không? Nhà thì có em với mẹ thôi, nên cũng không có gia trưởng. Có lăng nhăng không? Thường thì không. Không. Thường thì không. Bình thường thì chắc cũng có. Tại vì không có thời gian. Nếu mà có. Ủa vậy là có thời gian là có lăng nhăng hả? Trời ơi, mọi người thấy không? Ông đi hỏi vợ, ông đi kiếm vợ mà ông trả lời vậy là trớt vớt rồi. Có điều gì mình không thích ở người phụ nữ không? Nhõng nhẽo. Ủa gái nhõng nhẽo dễ thương mà. Nhõng nhẽo tức là cần việc gì thì phải mình tự giải quyết trước. Thôi tôi không có đồng ý. Tại vì phụ nữ là liễu yếu đầu tơ, chân yếu tay mềm. Dù người ta có mạnh mẽ, năng động cỡ nào, nhưng mà nhiều khi người ta cũng muốn ổng em vô nhà đi anh. Trời ơi, cái này nhõng nhẽo cái gì mà. Cái này chảy nước luôn á chị hai. Tôi vừa thôi thí dụ, anh ơi, lấy giùm em cái ly nước đi. Cái ly nước đi. Vậy thì được chứ làm gì. Thì vậy đi. Mệt quá. Nói chung thì nói chung thì rất được. Cũng du di được. Để qua coi đàn gái sao cũng mà hơi hấp sách bên đây dữ vậy. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Dạ. Nói chung đàn trai rất phong độ, đẹp trai, nụ cười, duyên dáng, quản lý, không có lăng nhăng. Có à, cái đó anh nói à nha. Không có thời gian, có thời gian thì có chút chút. Tôi nói đàn ông bụng bự thì sang. Dạ. Nó sang mà, ôm rồi rồi. Giống anh Quyền Linh cũng bụng bự luôn. Anh cũng bự nhưng mà anh nhờ hơi nhỏ hơn bên đàn ấy. Dạ. Anh thấy ổn đó ha. Dạ. Ổn rồi. Bữa nay mình đi có ai đi theo có chị Tường giám đốc bên em với lại chị quản lý của em và đồng nghiệp. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Chào tất cả các anh chị có mặt ở trong khán phòng ạ. Thấy tình hình anh bên đây được không? Với cá tính năng động, tự lập, một số yếu tố thì tương đối rồi đó. Vài điều hạn chế mà nhưng mà cũng có thể bỏ qua. Ví dụ như chiều cao, yêu cầu 1m70, 1m67 thì có thể du di được không ạ? Hồi nãy giờ cái hay của chương trình là cho cả hai bạn cảm nhận được cái cách nói ấm áp nè, hài hước, có thể là du di được đó em. Đặc biệt chị thấy giữa hai bạn là cũng có những điểm trùng hợp là cả hai bạn đều yêu thích thể thao. Thảo là một bạn rất là trách nhiệm trong công việc và đặc biệt là hướng ngoại cũng như rất là năng động. Lát nữa xem mặt thì hai bạn
sẽ có cái phản xạ tốt với nhau. Dạ. Hay quá. Cảm ơn chị. Cảm ơn sếp đi. Thôi, mình đi với ai Hải? Dạ em đi với đồng nghiệp với. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh ạ. Đồng nghiệp sao người bự người nhỏ chút xíu. Thứ nhất thì ngoại hình em còn thấy ok. Thứ hai thì tính cách. Thì tính cách của ông Hải cũng đôi lúc thì hơi trẻ con một chút. Bạn nữ nóng tính này thì có thể ghim lại cái tính của anh Hải chút thì em nghĩ rất là hợp với nhau. Rồi, cảm ơn bạn. Đồng nghiệp mà sếp đều đồng ý. Vấn đề quan trọng là hai người cảm gặp xúc nhau của thôi. Ha. Các bạn lên đi. Cho đôi bạn trẻ gặp gỡ với nhau. Cái cặp này tôi phải bắt nhảy cho mọi người coi chứ không có vụ nhảy hai người coi riêng đâu. Dạ em chào anh. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Mày chắc sáng bưng cái bình bông ở nhà đi quá. Gì khoanh tay vậy? Lần đầu gặp chị nó hơi bối rối. Nhảy đi. Mình nhảy có cơ hội được va chạm nữa. Có thật thì anh chị biết nhảy theo kiểu dance box thôi, cha cha cha, hoặc là những điệu nhảy nhỏ như nhẹ như rumba thì ok. Vậy mình nhảy không cần nhạc luôn cũng được vậy anh? Được luôn á. Ok, cho anh mời. Quay hả? Quay nữa không? Té màn giao lưu xuất sắc. Chúng ta bắt đầu có 2 phút để trò chuyện với nhau. Em nghĩ sao về anh? Dạ em thấy anh ok. anh thấy sao về em? Em rất là tự tin khi nhảy sân khấu. Dạ. Anh rất thích người phụ nữ tự tin như vậy. Anh có phải là người đàn ông của gia đình không? À, dĩ nhiên chứ, người đàn ông gia đình chứ. Dạ. À, chỉ cũng... làm về nhà thôi. Anh có thể phụ vợ này nọ đúng không anh? À, anh nấu ăn được à. Thì những bữa ăn anh hay chuẩn bị được. Dạ. Những ngày nào em mệt thì anh hay nấu ăn được. Coi cái bụng ảnh kìa đó, rớt cái bụng nó kìa, hấp vô. Làm cái gì mà cứ nhìn cái khuyết điểm người ta hoài. Thấy bụng về chút xíu à, chưa đâu. Một hai đứa nữa đi thấy bụng nè. Bố nói với em á, là em cưới sớm rồi làm hai ba chồng á. Có nói là tuổi nào hạp đồ gì? Tuổi tầm 27, 28 có chồng mới tốt. Rồi em muốn lấy người sinh năm nhiêu? Sinh năm 88. Hải sinh năm nhiêu? Dạ 88. Ờ vậy được cưới luôn đi cưng. Thường thì em không tin vào bói toán lắm. Người đàn ông nếu không đủ sức giữ người phụ nữ thì hai ba chồng là chuyện hiển nhiên. Không, anh này nặng ký lắm, anh sẽ giữ nổi em đó. Hẹn hò đi, mình tính cái hẹn hò đầu tiên đi để mình... Hôm nay em có thời gian rảnh không? Dạ có anh. À, trưa nay anh mời em ăn trưa được không? Dạ được. Mình phải làm bộ từ chối đi cưng, xong mình nhận lời như vậy. Lấy nhau về ai quản lý tài chính? Cái đó thì hơi khó. Thôi đó, khó rồi kìa, hỏi đi. Có thể anh tạo tài khoản, một tài khoản phụ của anh và em thì em có thể sử dụng được tài khoản của anh. Dạ. Cô này giờ gì cô cũng dạ hết trơn, cô chịu rồi, cỡ nào cô cũng dạ. Công việc của em thì thường xuyên đi gặp khách hàng á, thì anh có chấp nhận được không? À, hai người tin tưởng với nhau là ok. Vì anh làm mình dễ hàng. Ta, khó mình khó ta. Nhưng cẩn thận nha, ảnh có cơ hội là ảnh ngoại tình đó. Được, hết thời gian. Chúng ta cảm nhận đi các bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Lắng động và lắng nghe nhịp đập của trái tim mình có thổn thức rung động gì hay chưa. Nhấn nút hẹn hò có nghĩa là gì vậy? Thôi đếm. Một, hai, ba. Hết thời gian. Mời anh. Trời ơi, lẹ quá vậy, tôi chưa kêu nắm tay nắm luôn. Tôi chưa đếm mà anh nhấn nút rồi anh. Vậy là phạm quy đó. À, chúc hai bạn sẽ tiến xa hơn. Những vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà thì cầm cái nắm tay nhau, cho nắm bạn tay gái nhau. Được đấy, hùng gái lê hình. Bạn gái thấy sao? Điện chạy. Điện chạy. Vậy là được rồi. Anh hát cho cả đời được không? Dạ nhưng mà hát hay thì nghe được. Chứ mà hát đúng rồi. Mình sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Thảo à. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Mời em. Bên này lạ lắm nha.
gây ấn tượng nha. Anh có thể giới thiệu tên của mình? Em Nguyễn Bảo Long, em đến từ thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Nghề nghiệp là gì? Dạ, nghề nghiệp của em là văn phòng tư vấn du lịch nội địa và quốc tế. Nãy tôi tưởng bằng bán búp bê. Như vậy? Thì rồi. Hồi thấy đi rồi biết. Không có gì hoang mang hết em. Mình giới thiệu đi em. Dạ, em tên là Cẩm Nhung, em 30 tuổi, quê em ở Bến Tre. Dạ, em đang làm quản lý quán ăn. Mình làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em làm ở thành phố. Bên kia ảnh làm nghề bán búp bê gì đó. Nghe anh Linh nó nói vậy đó. Phải không anh Linh? Ừ. Bán búp bê là nghề sao? Là... Ai biết thì nhìn giống con búp bê. Anh ở Khánh Hòa vô hả? Dạ. Làm việc của Khánh Hòa luôn? Dạ, em làm ở Mũi Né. Ở Khánh Hòa làm Mũi Né. Dạ. Lúc trước thì em cũng có tổ chức tour cho khách đi Mờ Công, đi Bến Tre, Cần Thơ, Mỹ Tho, rồi sau đó về lại Củ Chi, Cao Đài, về lại Mũi Né. Ủa nhưng mà mình làm du lịch như thế là văn phòng riêng của mình luôn hả? Em trước em làm công ty thì bây giờ hiện tại là em văn phòng riêng. Em nói chung là em tuy nhiều và làm nhiều thì cái tính tự lập của em thì ở đâu cũng được, môi trường nào mà em sống cũng xong. Dạ, có thể là du lịch buôn bán hoặc là tất cả một ngành nghề mà nghĩ sao là thấy ok là được. Nói chung là một người đàn ông rất là năng động, rất là dễ thương đó. Rồi, nhưng mà bạn nữ của tôi đang bị hơi căng thẳng. Có gì căng thẳng? Để bạn ấy giới thiệu về mình một chút cho thoải mái tinh thần. Mình có trải qua mối tình nào chưa? Dạ, em có hai mối tình. Mối tình đầu thì được gần 2 năm chị. Còn mối tình thứ hai thì làm được 6 năm. 6 năm? Dạ. Rồi 6 năm chia tay bao lâu rồi? Dạ, chia tay 2 năm rồi chị. Mà nhưng mà bây giờ đã quên được cái người đó chưa? 6 năm là dài lắm luôn á. Dạ, được rồi chị. Được rồi ha. Dạ. Bây giờ nếu mà mình tìm được đúng người, đúng đối tượng thì bao lâu để mình tiến tới hôn nhân? Thì em nghĩ là chắc khoảng 2 năm nữa chị. Ủa sao lâu quá vậy? 30 rồi, làm sao được cưới luôn đi em? Em muốn tìm hiểu kỹ hơn chị. Anh đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em thì hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì chị thoáng qua, chung là rung động thôi. À. Dạ, rồi mối tình thứ hai thì cũng được 4 năm. Chà, dạ. Mấy người này quen lý do nhau chia lâu anh. Quá vậy ta? Dạ, lý do thì cảm thấy không hợp và càng gần thì càng xa. Vậy là tìm hiểu chưa kỹ rồi đó. Dạ. Ha. Bây giờ bên đây là muốn 2 năm nữa mới là kết hôn, bên anh thì sao? Em cũng nghĩ như bên đó vậy chị. Dạ, tại em lúc nào cũng ưu tiên cho phụ nữ hết. Còn con trai thì sao cũng được, hoàn cảnh nào cũng xong. Miễn sao là mình sống tốt với phụ nữ được rồi. Dễ quá. Không yêu cầu là thế này thế kia. Nhưng mà với em thì phụ nữ là không có mắt đỏ đen, cờ bạc đó anh, hoặc là lăng nhăng ngồi được thế thôi. Còn em thì vợ thì vùng nào cũng được, ngành nghề nào cũng xong. Tại vì mỗi người có mỗi ngành nghề, có mỗi người có những suy nghĩ khác nhau, và những vùng miền ai cũng đều là con người hết, họ có những tâm tư mà mình phải cần đi sâu vào, chứ không thể nào nhìn bên ngoài mà đánh giá một con người. Rất hay. Thì sở trường thì em có thể là như là chơi bóng chuyền, bóng đá, đặc biệt là em có thể hát. Và có thể một mình em ngồi em hát 5 đến 6 tiếng. Wow. Rồi vậy một lát nữa hát cho bạn nữ nghe nha. Bạn rồi. Nữ ra. Dạ không những mà bây giờ mà nếu bạn nữ đó ok thì em có hát cả đời cho bạn nữ đó nghe cũng được. Wow. Sao? Hay rồi. Rồi để mình trò chuyện với bạn nữ một xíu. Thì bản thân mình thì em muốn tìm một người bạn trai, một người chồng tương lai mình như thế nào? Em muốn tìm một người biết lo cho gia đình, không có gia trưởng, có tinh thần cầu tiến, biết quan tâm chia sẻ với lại người thân gia đình của em. Em không thích những người mà rượu chè là chơi bời đồ này kia, em không thích. Bên đây không có cái gì hết trơn á. Cô gái này hơi rụt rè. À, anh hơi hiền, em hơi hiền, hơi rụt rè đúng không? Anh bên đây anh dễ thương, anh có cảm nhận như anh dễ thương nhất luôn đó em. Ồ mà cái câu mà em thích là anh hát cho em nghe cả đời là thấy thiệt á, tôi muốn chết luôn vậy đó. Được không? Anh hát cho em cả đời được không? Dạ nhưng mà hát hay thì nghe được, chứ mà hát đúng rồi, người ta thiệt tình mà. Cái này cũng đúng. Hát dở mà hát hoài chắc chết. Hát hoài nó nhức cái ốc nó bể cái đầu luôn à. Em có tật xấu gì không? Dạ em không có tật xấu đâu, em chỉ hơi nóng tính với là cọc tính thôi. Gì mà nóng tính gì trời? Bực bội hay cầm cái gì hay quăng. Đó. Đó. Dữ vậy hả? Với bên ngoài quá vậy? Anh bên đây anh sẽ kềm chế em tất cả mọi thứ. Anh nghĩ anh bên đây anh có tất cả những cái gì mà người phụ nữ mong muốn. Yên tâm. Phải đàn không? Trai. Từ nãy giờ thấy đàn trai nói hơi nhiều. Đàn trai số 1 luôn. Em có cái điều gì em không thích ở người đàn ông không? Em không thích đầu hói. Không thích sao gì? Sao kỳ vậy ta? Đầu hói. Ông không có hói. Có gì nữa không em? Tóc nó che hết rồi. Quá em cũng không thích. Mập quá cũng không thích, bụng bự cũng không thích luôn. Dạ, lùn quá cũng gì sao cô khó vậy? Không biết có được không nữa. Trời ơi.
Đừng nói gì để một hồi ảnh xuất hiện trước cô ấy cũng mới bất ngờ. Tóc đẹp quá ha. Đẹp. Tóc mày làm chắc cũng cả tháng á. Bụng không bự, đầu không hói, người không mập. Màu sắc rực rỡ. Màu sắc rực rỡ. Cho tôi hí hí chút xíu coi. Dạ ông, em Nguyên. Thì tôi yên tâm để hiểu không, cho yên cái bụng. Dạ. Bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để mình tiến tới hôn nhân chưa? Dạ thì ở thành phố thì nói chung là em không có nhà cả đất. Ừ. Nhưng mà ở quê thì em cũng có nhà cả đất. Là Nha Trang á hả? Dạ. Chà, thì để hỏi cô này, cô có chịu về Nha Trang không nha? Dạ, nếu mà cô không chịu thì em đi theo cũng sao á. À vậy hả? Dạ. Vậy là mình ở rể được luôn hay dạ, sao? Dạ được, tại vì em có thể là sống một miền, có thể là kinh doanh, có công việc. Miễn ở đâu công việc tốt là được ha? Dạ. Ủa, đi thí dụ như là đi ra Nha Trang làm dâu được không? Dạ, em thì em dự định là sau này em sẽ về sống gần ba má em. Vậy đem ảnh theo về Bến Tre luôn được không? Dạ được. Thôi vậy được rồi, về Bến Tre làm rể luôn. Thôi bây giờ mình gặp người thân đi, coi ta góp ý tư vấn thế nào. À, em đi với là em họ của em. Chào em. Dạ xin chào chị Cát Tường ạ. Rồi, chào em. Dạ xin em chào. Em nhìn bạn bên kia coi em thấy hợp với anh trai mình không? Dạ về với chị thì em nghĩ về ngoại hình thì cũng rất là ok đối với anh. Không có cái gì gọi là quá. Thì bởi vì cái tiêu chuẩn của anh thì là một người rất là kiếm người phụ nữ về hướng về gia đình. Thì ảnh là ảnh dạo này cũng muốn vợ lắm rồi. Thì đó. Thì được là ảnh sẽ dọn vào trong Sài Gòn luôn. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em. Rồi mình có đi với ai không? Dạ em đi với lại đồng nghiệp của em. Rồi chào em. Chào chú Quỳnh Linh với lại cô Cát Tường ạ. Theo em thấy thì ngoại hình của anh rất là độc đó. Độc là sao em? Lạ, độc lạ. Chị yên tâm là đầu anh không hề hói. Rất nhiều tóc mà tóc rất là đẹp luôn đó chị. À cho em hỏi là anh làm du lịch là anh hay đi xa à? Thì anh có thời gian dành cho chị em không ạ? À, công việc là công việc, gia đình là gia đình, nhưng mà vẫn ưu tiên gia đình hơn. Tại vì gia đình nó sẽ đi theo tôi với chúng ta cả đời. Còn công việc thì có thể là thay đổi được. Nói chung là em thấy anh rất là ok, rất là hợp với chị. Cảm ơn em rất nhiều. Thôi bây giờ chúng ta chuẩn bị gặp nhau. Anh đứng lên, quay mặt ra đây. Đúng rồi, kéo màn xong quay qua cái là hát liền nha. Dạ. Kéo quần cái áo đàng hoàng lại coi. Và bây giờ chương trình ca nhạc xin được phép bắt đầu. Kéo màn, nhìn thẳng cho anh nha, để anh biểu diễn chưa, từ từ đó, dữ chưa, cảm nhận được gì chưa? Dạ rung rồi, hát liền nha, bắt đầu. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ, nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về quê ngoài một lần thôi, nơi anh chào đợi ngồi ru bụi người bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôi. Đổi đổi liền, đổi gần, tới gần. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh. Bằng lòng đi em thưa má, thưa ba, mình ngồi bên nhau chuyện trò đêm thâu. Anh bóng bóng. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu, cầu tre. Trời mưa nên có đưa dâu. Bằng lòng theo anh với mái tranh nghèo, về đây người quê chỉ có tâm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu tiến em. Tới nắm tay, bài khác. Dạ thôi. Rồi, nói đi. Em nhìn anh sao? Dở tóc rồi coi có hay không? Dạ không, dạ không. Ôi, ôi chết. Sao em? Thấy anh sao? Dạ em thấy anh cũng... Hát hay không em? Dạ hát cũng hay. Giọng này hát nghe cả đời được không em? Dạ, cái này phải tập lại nữa. Trời ơi. Bà hát vậy mà còn phải tập lại nữa. Rồi, được rồi, hai người ngồi về chỗ ngồi đi. Em cảm nhận về anh thì sao? Em thấy anh cũng được, cũng nhìn cũng chững chạc. Nói chung là cũng ok. Anh thấy em rất là dễ thương. Anh không biết nói cái dùng cái ngôn từ nào để nói về em hết. Anh làm du lịch, anh hỏi cô gái ấy, em có ghen không?
Với em thì ví dụ như một người có một người bạn trai mà đi du lịch, đi hướng dẫn hoặc là dẫn một đồn đó, trong đó có những cô nữ, thì em có ghen hay là có những cái gì không? Tất nhiên là phụ nữ là phải ghen. Nhưng mà em ghen ít hay nhiều, nãy anh nghe em nói em có tính nóng, anh sợ lắm. Anh nhất là sợ cô gái khóc, không biết khóc con gái. Ví dụ như mấy đứa trẻ nó khóc mua kẹo bánh vỗ cho phụ nữ khóc, không biết dụ gì. Em thì cũng phải tùy theo cái thái độ của anh thôi. Anh thì anh rất là sợ phụ nữ khóc nên em an tâm về anh không bao giờ em giận đâu. Nhưng mà em thì hay giận lắm. Em giận thì anh sẽ làm mọi thứ, ví dụ như thứ nhất như nãy là hát nè, hoặc là anh nấu những món ăn mà em thích thì kêu là em sẽ hết giận. Không, em ăn ít lắm. Em ăn ít thì anh nấu ít. Nhưng mà nhiều khi em không ăn luôn. Em không ăn thì anh năn nỉ. Sao cô này cũng khó quá vậy trời. Người ta dễ thương muốn chết à, mà em khó quá à. Có gì đòi hỏi nữa không? Em thì em thích là phải dành thời gian cho em nhiều hơn. Tại vì lúc nào em gọi, thí dụ như em gọi, em nhắn tin này kia phải trả lời. Nếu như bận thì cũng phải trả lời một tiếng chứ. Rủ người ta đang dẫn tour đi, người ta đang nói chuyện, người ta đang hướng dẫn du lịch cho khách mà em bắt người ta đi phải nghe liền thì tục chút xíu người ta nói xong câu chuyện người ta mới trả lời cho em được chứ. Cái đó là em gọi trái máy luôn á chị. Trời ơi, em phải thông cảm công việc và em đi làm, ảnh gọi em hoài được không? Thì em cũng sẽ nhắn tin hay là em cũng bật máy lên để em nghe là em đang bận hay là như thế nào đó. Em rồi, sẽ hẹn nhà mình đang gọi lại. Thưa quý vị, hôm nay ta đang về Nha Trang, một khu bãi biển. Xin alo em ơi, đợi em xíu. Dạ, alo em là vậy đó hả em? Trời ơi, để cho đàn ông ta đi làm gần bên em, chăm sóc yêu thương em. Nhưng mà phải đi làm mới có tiền chứ. Thôi, mọi người nói một câu nào đó để chúng ta kết thúc câu chuyện ngày hôm nay các bạn. Anh không biết 3 năm nay công ty mình nó băng giá rồi. Nhưng mà lần đầu tiên hôm nay nhìn em thì con tiên muốn nhảy ra ngồi và nó đi tới đó. Bước tới nơi và nói câu là I love you. Em gái nói gì đi. Em cảm nhận như thế nào em gái? Em thấy anh thì cũng hiền. Nói chung là là một người rất là chững chạc, rất là biết suy nghĩ, biết là nhìn xa hay là. Nói chung em thấy là được. Cảm ơn. Quá em. Được rồi. Rồi, hết thời gian. Được hay không chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Có thể nắm tay nhau được rồi đấy. Em có thể cho nắm tay được không? Em được. Dạ được. Rồi. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Philet. Chúc mừng các bạn. Nhớ là hát cho cô nghe cả đời nha. Em cảm ơn chị Cát Tường, anh Miền Linh. Rồi, có gì là báo tin mừng cho chúng tôi liền nha. Dẫn con ấy đi. Trời ơi, nắm chặt quá.